xin chào tất cả quý vị rất vui được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh người dẫn đường quay âm 9 giờ tối hàng ngày với những tập truyện mới rất hay và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả danh giác và tác giả nguyễn thanh hùng tập truyện đầu tiên của tác giả danh giác sẽ diễn biến như thế nào mời quý vị lắng nghe ngay sau đây nhé đêm nay được nhiều không? Dạ cũng được vài ký thôi Mà anh làm gì ở đây vậy? Tuấn không nghe thấy câu trả lời Nên quay lại để xem người kia có ở phía sau hay không Bỗng Tuấn chết lặng người đi Bởi giờ mới nhớ ra mình đang ở giữa đồng Thì làm gì có ai mà hỏi Nhưng rồi anh cũng tự chấn an Chắc là người trong nhà kia vừa hỏi Giờ họ đi vào rồi Xong thì đi tiếp Lúc đấy tầm 8 giờ tối tuấn vừa đi thăm câu xong ra bờ kênh ngồi nghỉ ngơi hút điếu thuốc để đỡ mệt với lại anh đang ngồi đợi cho hai người bạn nữa đi lại để về cùng đang ngồi hóng gió thì lại nghe tiếng ai hỏi tiếp mau về đi ở đây không tốt đâu tuấn quay lại pha đèn xem ai vừa nói nhưng nhìn một lúc không thấy ai anh định không kiếm nữa thì bất chợt thấy một dáng người đàn ông lưng hơi khom đi vào một bụi chuối rồi không thấy đâu nữa tuấn đứng lên loại đèn về hướng đó để cố nhìn cho rõ nhưng chẳng thể thấy được nên tự nói trước giờ chưa từng gặp chuyện này đừng nói đêm nay bịa nó nhát nghe trời anh không dám nói ra từ mà không ai dám nói khi đi đêm bởi những người hay đi đêm như tuấn thì rất kiêng nếu được thì sẽ cố dùng một từ khác để thay thế vừa nói xong thì người bạn của anh cũng đi tới lên tiếng hỏi làm tuấn giật mình quay lại mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mày bị khùng hay gì đứng đây nói chuyện một mình thế má ơi mày định giết tao đấy à mới vừa bị nói đến đó thì anh ngưng không nói tiếp lúc này người bạn kia hỏi tới ê đừng nói với tao là mày đã thấy được nó ở căn nhà hoang đó nghe người bạn này cũng không dám nói ra từ kiên kỵ kia lúc này tuấn bình tĩnh hơn mới nói thêm Mày khùng hay sao mà bảo đó là nhà hoang Có người vợ ở trong đó ra còn nói chuyện với tao nữa nè Nhìn qua mặt của người kia thì chỉ thấy Anh ta xanh sao tay chân Thì run đứng không vững phải ngồi xuống đất Tuấn thì chưa biết gì Nên cũng nghĩ bạn mình đi vào mệt Nên cũng ngồi theo xuống để chờ cho người thứ ba tới Khi thấy ánh đèn từ xa Thì người bạn đang ngồi kế bên lúc này lên tiếng Tuấn ơi Tao với mày đi lại thằng Long rồi Mình về đường kia luôn đi Tuấn thắc mắc bởi đi đường xa kia Thì xa hơn đường này nhiều Nên anh quay qua mà trợn mắt hỏi Mày có khủng không Toán Mới lội mấy tiếng mệt thấy mẹ Còn kêu tao về đường kia xa thế bà Thôi ngồi đây chờ thằng Long lại mình về Nhưng không hiểu sao Toàn vẫn quyết định về đường khác Đứng lên nắm tay kéo Tuấn bằng mọi giá phải về đường kia Thấy thằng bạn tự nhiên giở chứng khủng Nên Tuấn cũng đành đi theo Chứ giờ đi về một mình thì cũng ớn Gần nửa tiếng sau thì ba người cũng về được tới nhà Do nhà ba người cũng nằm gần nhau Nên Tuấn định về nhà mình Thì Toàn kéo cả Long đi qua luôn Lúc này Tuấn khó hiểu hỏi Ê Toàn Từ ngoài đồng tới giờ tao thấy mày lạ lắm nghe Có chuyện gì nói hai thằng tao nghe coi Thôi đi lẹ vào nhà đi rồi tao nói cho nghe Lần này mày phải làm gà cho tao ăn mới được đó Nói xong thì vào nhà trước cả Tuấn Lòng lúc này mới lên tiếng Tuấn Bộ ở ngoài đồng mày nhát mà nó hay sao Mà tao thấy nó sợ xanh mặt vậy Tuấn cười nói Ôi trời Mày biết tính tao trước giờ có đem chuyện ma cỏ Nói ngoài đồng đâu mà hỏi Thật sự thì tao cũng chẳng biết là nó bị gì Thôi Mình vào đó xem nó định nói gì Vào tới nơi Tuấn với lòng đang đứng rửa tay chân Ở bên hông nhà Một lúc mới vào nhà còn toàn đã vào trong ngồi với tuấn khi thấy hai người vào thì toàn lên tiếng trời thằng chó mày ngồi xuống đây tăm mét cho chú hoàng đập mày mới được cái thằng gì ngu hết phần thiên hạ ai cũng khó hiểu khi nghe như thế lúc này cha của tuấn mới lên tiếng toàn còn nói coi nó làm gì ngoài đồng thế hả lúc này toàn mới chịu nói rõ chú thấy có tức không nghĩ sao căn nhà hoàng chỗ đám chuối ấy làm gì có người sống mà nó dám cãi với con là có người còn nói chuyện với nó nữa con kêu nó về đường khác mà không chịu mày là con kéo đi chứ không thì giờ chưa chắc về được tới nhà nghe nói mà sắc mặt ông hoàng bỗng trầm xuống đôi lông mày nhíu lại chứng tỏ có gì đấy không bình thường lúc này tuấn không hiểu chuyện gì nên cãi lại mày biết đúng bị khùng đó tao nói chuyện rồi còn thấy rõ một người đi vào đấy mà lúc tao thăm câu gần tới thì thấy bên trong nhà còn ánh đèn đây toàn định chửi tiếp thì long nhanh miệng hơn hỏi hai thằng mày đang nói cái gì tao chưa hiểu lắm còn thằng toàn từ lúc ngoài đó về tới đây tao thấy lúc nào nó cũng sợ hãi còn hay nhìn về sau lưng nữa thì là sao ông hoàng đã ngăn tất cả lại mà nói vào thôi chua hiểu chuyện gì rồi bây giờ hai đứa nghe cho kỹ đây từ giờ về sau không được đi làm gì tới gần căn nhà đó nếu ban đêm ngoài đồng có nghe ai hỏi gì cũng không được trả lời trừ khi biết rõ người đó là ai long như hiểu liền hỏi chú này đừng nói với con là thằng tuấn vừa rồi đã gặp long cũng không dám nói ra mà dừng tại đấy tuấn thì không cho là vậy nên lên tiếng cãi hai thằng mày nhát can thế ớn chưa làm như đang gặp ma vậy đấy ông hoàng đánh cho một cái rồi chửi thằng cha mày ở đó mà cãi nữa tao nói vậy mà chưa hiểu hay sao mà chửi người ta hả Toàn lúc này nhìn hai thằng bạn nói. Để tao nói rõ cho hai thằng mày biết, căn nhà đấy là nhà hoang, xưa nay không hề có người ở được chưa? Chuyện thằng Tuấn nói chuyện và nói có người ở đó là sai, ở đấy là hoàn toàn không có một ai ở cả. Tuấn nhìn qua cha như muốn biết xem có phải đó là thật. Khi thấy ông khẽ gật đầu thì hai thằng tái mặt mà không nói được lên lời. Chẳng lẽ tao vừa gặp. Toàn nói thêm. Lúc đấy tao không kéo mày về đường khác là toi mạng được con Chẳng biết mày nghĩ sao lại dám trả lời khi giữ đồng như thế được Chẳng lẽ mày không nghe bao nhiêu chuyện như thế à Ông Hoàng nói vào Thôi con đừng làm cho tụi nó sợ nữa Để chú la nó sau Giờ hai đứa về nhà đi trời cũng khuya rồi đấy Long nhìn qua Toàn mà nói Toàn mày đưa tao về nhà dùm nghe Chứ giờ chân tao hóa đá rồi Toàn trợn mắt hỏi lại "Ơ, ờ, thế ai đưa tao về? Giờ tự mà lo thân đi mày." Thấy vậy, ông Hoàng mới đứng lên, đưa cả hai về lại nhà. Ông cũng hiểu, hiện tại đứa nào cũng đang sợ, cộng thêm chuyện này có gì đó không được rõ ràng, nên ông cũng chẳng yên tâm để họ tự về. Một lúc sau ông về nhà thì Tuấn lên tiếng hỏi lại, "Cha, còn nhớ căn nhà ấy trước giờ vẫn có người sống, hai thằng kia nói như vậy là sao cha?" Ông đi tới ngồi xuống cái bàn giữa Nhìn qua con trai mà thở dài Tuy trước giờ ông chưa dám nói rõ về căn nhà ấy Vì sợ con mình sẽ tò mò vào đấy chơi dại thì khổ Nên mới giấu đi sự thật về nơi đó Giờ thấy con lớn cộng thêm đêm nay bị như thế Thì không thể giấu được nữa Đành nói ra hết Giờ con cũng lớn rồi nên cha không giấu nữa Chuyện về căn nhà ấy thì xảy ra gần 10 năm về trước lận Nói chung thì chẳng có gì đáng để nói tới nói nuôi nên cha mẹ mới không nói ra tuấn nghe cha nói thì vẫn không tin liền hỏi lại cha nói sao thế chuyện xảy ra hơn mười năm mà con ở đây lại chẳng biết gì hết là sao hay là cha sợ cái gì nên mới nói thế cho con không dám đến gần ông nhìn thẳng thằng con mà nói chuyện ma quỷ thì ai lại đem ra hù dọa à? thật sự mà nói căn nhà đó lúc trước có người ở nhưng sau đấy chú của con một hôm uống đều xảy ra cự cãi nên ra tay giết cả vợ chồng người ta mà hôm xảy ra chuyện ngay lúc con về bên ngoại chơi đấy nên làm sao biết sự việc được tuấn ngạc nhiên trời đất chú nằm giết hai vợ chồng anh muối hả thế chú ấy đã bỏ đi đến tận giờ luôn hả cha ông uống ngụm trà rồi nói lúc cây chuyện thì chú của con đang say rượu nên không biết gì đến sáng hôm sau thì ân hận rồi tự mình treo cổ trong căn nhà đó để chuộc lại tội từ đó trở đi tháng nào tới ngày rằm là người nào đi ngang đấy đều thấy có người bên trong đang đánh nhau thậm chí nghe rõ cả tiếng chửi mắng rồi tiếng khóc lóc kêu la thảm thiết nữa do lần đó con về ngoại chơi cả năm mới trở về nhà nên cha với mẹ cũng không nói cho con nghe làm gì còn mọi người thì chẳng ai muốn nhắc lại chuyện đau lòng đấy mà dần dần quên luôn Giờ thì Tuấn mới nhớ lại có mấy lần anh nói đi làm gì đấy gần ngôi nhà đó là bị cha mẹ la nên anh hỏi thêm. Có phải lúc đó con về nhà ngoại chơi rồi bị bệnh nên cha mẹ cho con ở luôn với ngoại không? Nhưng sao con vẫn thấy không đúng lắm bởi từ lúc con trở về nhà tới bây giờ con vẫn hay thấy người bên trong nhà mỗi khi có chuyện đi ngang mà. Thấy thằng con chưa chịu tin nên ông cũng đành giải thích cặn kẽ hơn có phải những lúc con thấy có dáng người đi lại trong nhà đấy thường là lúc trạng vạng phải không ấn xác nhận rồi nói thêm dạ đúng là con thường thấy lúc chạng vạng là nhiều nhưng đôi khi giữa trưa con đi ngang cũng thấy có lần đi ngang còn nghe tiếng ai kêu vào nhà chơi nữa đấy nhưng do con tranh thủ đi công việc cho nhanh nên không thể vào đó được lúc này ông hoàng nói tiếp thôi cha hiểu rồi thật ra không chỉ một mình con thấy Cha và mọi người trong xóm đều thấy cả Tất cả chỉ là do vong hồn Hai vợ chồng đấy bị chết oan chưa tới số Mới còn lại ở đó Bởi ông nội con khi còn sống Có nói những người bị giết hay đột tử Thì linh hồn của họ sẽ không thể chấp nhận Mình chết mà vẫn ở nơi đó Hay đang làm việc gì giang dở Sẽ tiếp tục làm Mỗi việc đó đến khi nào dương thọ hết Thì mới xuống âm ti phán tội Lúc cả hai vợ chồng bị giết Là ngay lúc họ đang ăn cơm Chú còn về nhà lấy con dao chạy qua đâm bất ngờ thằng muối Xong thì nhào tới cắt cổ con tiêu luôn Nên cả hai đứa nó chết mà chẳng kịp nhắm mắt Tuấn nghe xong mà tái mặt Bởi không thể ngờ chú của mình có thể làm ra chuyện như thế Bởi bên nội người chú đấy là hiền nhất nhà Với lại chưa có vợ con gì Tối ngày chỉ lo đi làm nhậu nhẹt cũng ít Vậy mà không biết tại sao lại xảy ra chuyện động trời như thế được Tuấn nói thêm Còn nghe mà không dám tin đấy chú ấy trước giờ hiền như cục đất với lại đâu có nhậu nhiều thì sao lại không làm chủ được bản thân mà giết người ghê vậy cha ông kéo hơi thuốc rồi nhìn ra ngoài màn đêm thở dài ánh mắt của ông cho thấy đến bây giờ cả ông cũng không thể tin được đứa em của mình có thể làm ra chuyện đấy ông nói chả nghĩ hôm đấy có gì đó khiến chú con mới làm ra chuyện lớn như vậy tính của nó trước giờ chả hiểu rõ nhất nên à, sáng hôm sau biết mình gây chuyện chưa còn mới quyết định đến đó chết để tạ tội với người khuất. khi đọc được lá thư nó viết để lại cha chạy đi kiếm, tới khi gặp thì đã quá muộn. từ đó tới nay cha cũng cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến bi kịch hôm đấy, nhưng không tìm được. hai cha con ngồi đấy nói chuyện thêm một lúc, thì cũng đi ngủ. cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là sự tình cờ, nhưng không. khuya đêm hôm đấy. Nơi căn nhà mà Tuấn bị trêu chọc kia đã xuất hiện những thứ ma quái. Căn nhà hoang lạnh lẽo bao năm bỗng trở nên sáng rực cả một đoạn đường. Chẳng ai biết vì sao căn nhà lại cháy như thế, nhưng cái đáng sợ nhất chính là từ trong đám cháy ấy có mấy hình dáng người đứng bên trong, còn có cả tiếng cười ma quái vọng ra bên ngoài. Do căn nhà từ khi chủ nhân bị giết nhiều người thường gặp với cả nghe tiếng khóc cười, nên dần dần người dân cũng rời nhà đi xuống đoạn đầu của xóm mà ở nên đêm nay tuy ngọn lửa từ căn nhà bốc lên rất cao cộng thêm lúc này khá khuya nên chẳng có ai hay mà đến dập lửa tuần sáng mới có người đi ra thăm ruộng thấy khói nên hô quán lên mọi người mới chạy đến thì mọi chuyện đã quá muộn sau khi thấy căn nhà bị thiêu rủi thì có người lại cho rằng ai đến làm do nơi đây cũng từng có chuyện đau lòng xảy ra cộng thêm nhiều năm trời xảy ra chuyện ma quái khiến cho mọi người ám ảnh chính vì thế mà họ lại nghĩ căn nhà bị cháy sẽ tốt hơn lúc trước khi nhiều chuyện xảy ra thì có người đã hỏi ý tất cả để đốt bỏ nhưng không một ai dám làm bởi một nơi bị ám thì đâu phải dễ phá hủy mà có làm được thì hậu quả về sau chẳng ai có thể nghĩ ra một ông lớn tuổi nhìn quanh một lúc thì lên tiếng bà con có nghĩ chuyện này là tự nhiên hay do ai đó làm ra nếu là tự nhiên thì xem ra chúng ta được nhờ còn do ai đó làm thì e rằng xóm mình phải chuẩn bị tinh thần là vừa ông hoàng cũng có mặt hỏi lại chú lù nghĩ chuyện này ai dám làm không chú chúng ta trước này nhiều lần hỏi ý mọi người nhưng chẳng có ai dám làm thì không lý nào giờ có người gan dạ làm được với lại nhìn quanh con nghĩ đám cháy xảy ra lúc nửa đêm mà lúc đấy thì ai ở đây để làm một bà nói vào nhưng cái đáng để nghĩ chính là tại sao căn nhà lại cháy trong khi nó cách xa mọi nhà khác Chẳng lẽ ông trời làm à Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi Vì mỗi người nói đều có lý Nhưng chẳng ai có thể tìm được nguyên nhân nào Khiến cho căn nhà hoang này bốc cháy trong đêm Mà chẳng một ai hay Giờ thì trời sáng Đã sáng hẳn Nên càng có nhiều người kéo tới để xem Cũng bắt đầu xuất hiện vô số cuộc tranh luận Bản tán đưa ra hàng tá lý do Và nguyên nhân dẫn đến sự việc thấy không có được ý kiến chung nên ông lu kêu tất cả hãy quay lại việc của mình rồi kêu những người lớn tuổi nhất trong xóm đến nhà của ông mà nói chuyện bởi chuyện phạm đến nơi linh ứng có vong hồn ám ngự thì không thể coi nhẹ huống gì hiện tại mọi người đang sống trong thời thế loạn lạc ma quỷ cũng thường xuất hiện quấy đảo đời sống của người dân cái xóm nhỏ của mọi người đang sinh sống nằm trong vùng từng xảy ra hàng trăm trận đánh đẫm máu của dân ta với địch Nói đúng hơn, xóm này năm xưa được gọi là xóm kháng chiến Bởi hầu như chẳng ai là không chiến đấu Để nỗi những đứa trẻ con lúc đấy cũng là một chiến sĩ gan dạ Dám rủ rỗ quân địch đuổi theo mình vào xóm Để tất cả mai phục mà tiêu diệt Ông Hoàng năm đấy chưa có vợ Là chàng trai đôi mươi với dòng máu nhiệt huyết Chiến đấu rất kiên cường Nên những đau thương mà vùng đất này từng gánh chịu Ông đều nhớ như in trong đầu sau khi kết thúc chiến tranh, rất nhiều người chết, số khác thì đi nơi khác làm ăn. Chỉ còn lại hơn 20 gia đình quyết tâm bám trụ ở đây. Với lại sau khi hòa bình, người dân cũng trải qua vô số chuyện ma quái, có khi phải tận mắt chứng kiến người chết do ma quỷ gây ra. Đó chính là lý do ông Lô quyết định làm cho rõ vấn đề lần này. Hiện tại đã gần xế chiều mà mấy ông bà lão cũng chẳng thể tìm được lý do tại sao căn nhà bị ám kia bốc cháy trong đêm Nhưng rồi một chuyện kinh dị khác đã xảy ra tiếp Bà con ơi! Chết người rồi! Bà con ơi! Nghe tiếng kêu la mấy ông bà giật mình chạy vội ra để xem ai đang kêu la như thế Khi thấy người đang kêu la đó là Long Thì ông Hoàng cảm thấy có chuyện không tốt liền chạy vội ra chặn lại hỏi cho rõ Long, còn nói ai chết hả? Chết ở đâu? Lòng lúc này không nói được mà quỵ xuống đất thở không ra hơi. Ông Lu đi tới đưa cho anh một ly nước, thì Long uống rất vội, xong thì mất thêm một lúc nữa mới nói được mấy câu. Thẩm Tuấn nó. Vừa nghe đến tên của con mình, ông Hoàng như hiểu được chuyện gì, liền chạy vội về. Ông Lu với hai người khác cũng chạy theo số còn lại, đưa Long vào nhà để nghỉ ngơi, lấy lại sức mà hỏi cho rõ sự việc Ông Hoàng vừa về tới nhà thì lớn tiếng gọi con trai Nhưng căn nhà chẳng có một ai trả lời Ông Lô cũng đi tới để ngăn ông lại hỏi sự việc Nè Hoàng, con nói chưa nghe coi chuyện gì mà hốt hoảng như thế hả? Ông cũng cố bình tĩnh hơn nói Là chuyện là tối qua bọn nó đi cắm câu đêm Thì thằng Tuấn nhà con đã nói thấy và nói chuyện với một người đàn ông trong căn nhà quỷ đó Ông Hà đi cùng ông Lô lên tiếng thằng tuấn nói đã thấy như thế thật à ôi mẹ ơi sao tới bây giờ mà bọn họ vẫn không chịu đi chứ ông lu nói thôi giờ mình chia nhau ra kiếm quanh đi coi có gặp nó hay không chưa nghĩ ban ngày bọn họ không dám giết thằng nhỏ đâu ba người chia nhau ra đi kiếm khắp nơi nhiều người biết được tin cũng bỏ công việc riêng mà chạy đi kiếm số người đang chăm sóc cho long cũng được anh ta nói rõ cho sự việc nên kéo nhau đi đến nơi mà long thấy tuấn gặp nạn để giải cứu rất may mọi người đến kịp nên giữ được mạng cho tuấn cái làm cho cả chục người có mặt nơi đó kinh hãi là khi họ vừa tới đã thấy tuấn bị treo trên nhánh cây mù u cách mặt đất cả chục mét không hiểu sao mà cả hai chân của tuấn bị hai nhánh cây đâm xuyên qua rồi treo ngược chính vì vậy mà máu từ hai khóe mắt không ngừng chảy ra khuôn mặt thì trắng bệch như không còn máu ông hoàng nghe được tin cũng chạy đến nơi thì rất may lúc này tuấn cũng kịp tỉnh lại ông hỏi lại con ai làm chuyện này thế hả con tuấn chỉ nói được mấy câu rồi ngất họ họ sẽ giết hết nghe đến đây ông lu cũng hiểu liền kêu mọi người đưa về nhà xong thì kêu những người khác thông báo cho người dân đến đấy luôn nhiều người không hiểu lắm nhưng thấy tình trạng của tuấn thì không nghĩ nhiều mà chạy về nhà xem vợ con. Nửa tiếng sau tất cả cũng đến được nhà của ông Hoàng. Sau khi chăm sóc cho Tuấn xong thì mọi người ngồi ngoài hiên mà nói về vụ việc. Lòng lúc này được người lớn kêu kể lại đầu đuôi thì anh cũng kể ra hết. Dạ, lúc hồi sáng khi nghe tin căn nhà bị cháy nên còn với nó có đến xem thử. Sau đó bọn con bỏ đi thăm mấy cái lập bên kia bãi sậy đến gần trưa hai thằng đang ngồi nướng cá ăn thì nó đứng lên nhìn về phía trong xóm một lúc thì nói ê long mày coi ai giữa trưa mà trèo cây kìa lúc đó con cứ nghĩ là nó nói xạo bởi con nhìn theo thì đâu thấy ai một lúc sau nó cũng nói như thế con mới hỏi thì nó bảo là có người đang trèo lên cây mù ô làm gì đó thấy thế con mới kêu nó bỏ qua đi ai ngờ đang ngồi thì nó bật dậy chạy một mạch đi con cũng chạy theo khi vào tới bờ kinh thấy nó trèo thăng thắt lên cây mù u Thì con hỏi nó bảo là có người đang bị treo phải lên cứu Nhưng mà con thì chẳng thấy ai Chưa kịp nói gì thì nghe nó la con nhìn lên đã thấy nó bị treo lơ lửng như thế rồi Con không thể cứu được nên chạy hết sức về kêu mọi người đấy ạ Ông Lu cắt lời của Long nói Xem ra chuyện không phải tự nhiên rồi Căn nhà đó gần cả năm nay không ai còn nghe hay thấy vong hồn bọn họ xuất hiện nữa Thế tại sao tối qua mấy đứa nhỏ đi gần đấy thì bị phá hả? Rồi căn nhà tự bốc cháy trong đêm Cả việc thằng Tuấn bị treo ngược trên cây Đã đủ bằng chứng cho thấy bọn họ đã thành quỷ thật rồi Ông Hà nói xen Nhưng mà chúng ta ở đây có ai làm gì bọn họ đâu chứ Thằng Năm cũng đã tự tử để chuộc tội được còn gì Giờ tất cả lại rơi vào ngõ cụt lần nữa Bởi chẳng ai biết được nguyên nhân nào khiến cho hai vợ chồng người kia hóa quỷ Giết lại người dân nơi đây khi họ còn sống thì tất cả lúc ấy đều sống chan hòa chưa hề cãi nhau bất cứ chuyện gì nên khi nghe tin em ông hoàng đã tay giết hai vợ chồng kia đã làm cho mọi người hoang mang một thời gian dài này chuyện đáng sợ lại tái diễn mà lần này thì còn đáng sợ gấp trăm lần xưa ông hoàng lúc này cũng nói lên suy nghĩ của mình tôi không phải là có ý nói tốt cho thằng năm nhưng uh, chuyện đó giết hai vợ chồng thằng muối nhất định có nguyên nhân nào đó Bây này tôi cũng suy nghĩ nhiều nên dám chắc có kẻ dùng bùa chú sai khiến nó làm như thế. Nghe ông nói ra suy đoán của mình mà tất cả phải ngạc nhiên. Bởi xóm này từ xưa đến nay không hề có ai làm thầy thì lấy đâu ra bùa chú mà sai khiến. Với lại từ khi chuyện đấy xảy ra đến nay gần 10 năm chứ ít gì. Vậy mà có ai bị gì nữa đâu. Ông Lu cũng có chung suy nghĩ với nhiều người liền hỏi lại. Nè Hoàng, mày có bằng chứng nào thuyết phục hay không mà dám nói như thế hả ở đây mày cũng quá biết rõ làm gì có ai làm thầy mà dùng bùa hại thằng năm tất cả cùng đưa ánh mắt nhìn qua ông để chờ câu trả lời lúc này ông hoàng nói ra những bằng chứng mà mình tìm kiếm được những năm qua bây giờ tôi sẽ chỉ ra cho tất cả thấy lúc thằng năm giết người có ai thấy nó làm hay không nếu trong lúc say rượu ra tay thì cũng nhớ tí gì nhưng tôi đã hỏi nó thì được biết là nó không hề nhớ cái gì chỉ bảo đang ngồi nhậu thì cảm thấy chóng mặt rồi không còn biết gì nữa mà nó bảo đầu nó rất đau cứ như là bị ai đánh mạnh lắm mà tôi có xem phía sau thì thấy có một cục bầm như bị vật cứng đánh và vậy đó thêm một cái tôi tìm hiểu được đó là trước đấy bên ngoài chợ huyện có một ông thầy cao miên gì đấy mà vợ chồng thằng muối đã nhiều lần đến nhờ ông ta giúp để có con mà hôm tháng năm treo cổ chết thì ông ta cũng có mặt thế thì tại sao lão lại có mặt ở đấy đúng lúc như thế hả lúc này một bà cũng xen vào ê tôi thấy ông hoàng nói cái này đúng nè bởi ông thầy đó tôi đã từng gặp được hai lần à là đi chung với vợ thằng muối để lấy thuốc về uống đó mấy ông còn nhớ khi đem xác thằng năm xuống tôi có kêu một người đến xem ngày giờ chôn cất nó chính là ông thầy đấy được bà ta xác nhận thì nhiều người bắt đầu thấy chuyện đang trở nên rắc rối hơn bởi lúc đó chuyện xảy ra đột ngột Nên chẳng ai còn nhớ nhiều Hay tìm hiểu cho kỹ mà vội kết luận Rồi đưa đi chôn Giờ hai người nói ra thì tất cả cứ như đang lạc và mê cung Chẳng biết đường mà ra Ông Lưu nói Nhưng mà lão thầy đấy hại ba đứa nó nhằm mục đích gì mới được chứ Từ khi chuyện đó xảy ra thì xóm mình có xảy ra gì nữa đâu Chẳng lẽ lão tao giết người cho vui à Đang đến đường cùng thì Tuấn đã tỉnh lại thấy thế ông Hoàng mới nhẹ giọng hỏi con trai Tuấn cũng bắt đầu nói ra hết Xóm mình sắp có một đại nạn lớn lắm đó Con cũng không hiểu lắm Nhưng hôm nay con còn sống là nhờ vào chú Năm hết đấy Do mới tỉnh lại nên Tuấn nói không đầu đuôi Khiến cho tất cả còn Hoàng sợ lo lắng hơn Ông Lu hỏi lại Bây giờ con phải nói rõ là ai đã hại con Rồi chú Năm con đã cứu và nói những gì Tuấn hỏi lại bác nè có phải mọi người đã chôn vợ chồng anh muối trong căn nhà của họ luôn phải không? và hôm đào huyệt đã thấy có máu dưới đất phải không? câu hỏi này làm cho ông lưu cùng tất cả về chốn mắt mà ngạc nhiên bởi lúc đấy tuấn về bên ngoài ở thì làm sao biết với lại chuyện đào huyệt gặp máu thì chỉ có mấy người biết mà khi đấy ông thầy cũng bảo là do đào trúng con vật gì mới như thế nên chẳng ai nghi ngờ nên đặt thay ma xuống mà lấp đất Ông Hoàng hỏi lại Chuyện đấy làm sao mà con biết được Bởi ở làng này số người biết chỉ có vài người mà thôi Tuấn nói thêm Dạ thật ra đó mới chính là nguyên nhân ba người kia chết không được yên Bởi máu đó là máu chó mực Chính ông thầy tới quanh huyệt nhằm chấn giữ giam cầm Không cho linh hồn đi siêu thoát Bởi ông thầy đó muốn đợi qua 49 ngày Sẽ đến đào lên lấy cái thai trong bụng Và anh mối đem về luyện quỷ nhưng không biết lý do gì mà lão thầy đó không quay trở lại nữa mà bùa chú của lão thì vẫn còn đấy giam cầm vong hồn ba người đến tận bây giờ ông hà thắc mắc hỏi nếu nói do ông thầy đấy làm ra thì cớ gì bọn họ không kiếm ông ta báo thù mà giết hại người ở đây với lại căn nhà bị cháy kia là do ai làm rồi tại sao họ muốn giết con với bao nhiêu câu hỏi khiến cho tuấn cũng chẳng biết phải nói sao bởi anh được người chú mình kể lại cho nghe cái gì thì anh nói lại cái đó chứ làm sao biết nhiều như thế dù được tuấn kể lại cho nghe nhưng nhiều người vẫn không tin mà cho rằng vợ chồng anh muối chết oan mới không thể siêu thoát mà quay lại trả thù còn ông hoàng lại suy nghĩ tiếp bởi bấy nhiêu không thể nào thuyết phục được người dân nhưng ông đã đoán đúng một phần của sự việc rồi liền nói ra mọi người tôi nghĩ bây giờ chúng ta Đêm nay đến căn nhà đó thắp nhang hỏi vong linh của hai vợ chồng nó xem thế nào Nếu quả thật có oan tình thì chúng ta phải giúp họ giải oan thì mới được Bây giờ Tuấn lại ngăn cản Dạ không được đâu cha Bởi chú đã nói nếu không tìm được ông thầy năm xưa Thì mọi người phải tìm người về phong ấn lại ngay Do họ giờ đã thành tinh rồi Không thể nào hòa giải được đâu Lúc còn bị treo trên cây cùng chú ấy tới giúp Thì con mới còn sống được đấy ông hà thở dài nói ôi trời sao mà tự nhiên cả xóm bị vướng tay ường vô lý như thế này chứ giờ biết đi đâu kiếm người về trấn yểm họ lại đây ai... thấy chưa kiếm được cách nhiều người chán nản mà bỏ về nhà giờ chỉ còn vài ba người ngồi lại đó nhưng cũng không ai nói gì cứ như thế mà tất cả im lặng như chờ đợi sự trả thù của đám ma quỷ kia nhưng rồi mọi chuyện đã không còn thời gian suy nghĩ lúc này chạng vạng tối Nhà ông Hoàng đang nói chuyện thì mọi người phải đứng bật dậy vì một tiếng khóc ma quái vang lên khắp xóm. Tiếng khóc thể lương của một người phụ nữ như đang oán than cho số kiếp. Tiếng khóc làm cho mọi người phải chạy lòng thở dài thương cảm. Tuy biết nó phát ra từ đâu nhưng vẫn làm cho tất cả người dân phải chạy lòng bởi họ hiểu không phải tự nhiên mà tiếng khóc ấy lại cất lên như thế. Sáng sớm hôm sau, ông Lu đi ra thăm ruộng thì phát hiện ra một người đang nằm sấp dưới một con mương nước Ông có linh cảm không tốt vội chạy nhanh tới xem Khi lật người kia lên thì ông sợ hãi phải nhảy lên bờ Bởi người kia đã chết nhưng khuôn mặt lại biến dạng cứ như chết lâu ngày Cái đáng sợ nhất chính là đôi mắt đã bị móc Chỉ còn lại hai cái hố sâu ngòm mà bên trong vô số giỏi bọ đang ăn thịt thối Ông lù qua một lúc chấn tính lại thì tự nói một mình Sao lạ vậy ta? Con đường này mỗi ngày đều có người đi tới lui thì làm gì không phát hiện ra cái xác Mà mấy ngày nay đâu ai mất tích thì làm gì có người chết mà chẳng phát hiện Dạ thịt chưa xỉnh, vậy tại sao khuôn mặt bị phân hủy đến mức không thể nhận ra Đang đứng suy nghĩ thì bất chợt ông nhìn lên ánh mắt vô tình Hướng về bãi sậy cách đó tầm vài chục mét Lại thấy một dáng người phụ nữ đứng ở đó Khi thấy ông cũng không nghĩ gì Bởi nơi đó thì nhiều người hay vào đấy đặt bẫy Hay răng lưới này kia Do nơi đó là vùng trũng nước quanh năm lại rộng lớn nên cá thú hoang ở rất nhiều. Ông định bỏ qua thì chợt nghe rất rõ tiếng nói của người phụ nữ kia. Rồi tất cả các người sẽ phải trả giá hết. Ông giật mình nhìn quanh để xem ai nói. Vì âm thanh lớn rõ cứ như ai đó đang đứng kế cạnh bên nói. Nhìn quanh mà chẳng có ai. Thì ông mới bất chợt nhận ra có gì đó không đúng từ người phụ nữ đằng xa kia. Hãy mau về nói lại cho bọn họ biết Đêm nay ta sẽ đến thăm từng nhà Giọng nói đấy vừa cất lên Thì ông cũng kịp nhìn thấy người phụ nữ đằng xa bay lên Rồi biến mất Khiến ông không thể tin là mình đang gặp ma giữa ban ngày như này Chú Lô làm gì đứng thất thần ở đây thế? Ai đó cũng đi thăm ruộng thấy ông đứng thất thần mà hỏi. Lúc này ông cũng hoàn hồn ngồi xuống cái bờ mương mà thở gấp. Chuyện đáng sợ vừa rồi nếu kéo dài thêm Chắc ông đã đứng tim mà chết Người kia thấy ông như thế thì nghĩ ông bị trúng gió Mà vội chạy lại hỏi thăm Lúc này ông nắm chặt tay anh ta mà nói Mạnh ơi, mau đưa bác về nhà gấp đi Thành niên tên Mạnh kia cũng không biết rõ chuyện gì Bởi cái xác mà ông lưu thấy lúc này đã biến đâu mất Quanh đấy lại không có ai nữa Nên Mạnh sợ ông có chuyện liền cõng lên lưng Mà chạy nhanh về lại nhà nửa giờ sau ông được mấy đứa con chăm sóc thì cũng khỏe hơn lúc này ông hoàng ông hà cùng ba người khác được mạnh cho hay nên tới hỏi thăm sức khỏe ai ngờ vừa thấy họ ông lu lại bấn loạn mà nói được vài tiếng thì ngã ra ngất tiếp chết chết hết nó đã về mấy người vừa tới nghe xong cũng hiểu được phần nào chuyện ông lu gặp nhưng cũng không tỏ ra lo lắng mà bình tĩnh kêu mấy người con của ông chăm sóc khi đưa ông vào nhà thì ông Hà kêu tất cả ra ngoài mà nói nhỏ. Tôi nghĩ chú ấy đã gặp bọn nó nữa rồi đấy. Nhưng không hiểu là có chuyện gì mà trông chú ấy lại bấn loạn như thế. Ông Hoàng nói vào. Bây giờ mình đến hỏi thằng Mạnh xem thế nào. Bởi hồi sáng nó là người cõng chú về nhà. Biết đâu nó cũng thấy được gì. Tất cả thống nhất ý kiến vội đi qua nhà của Mạnh để hỏi tới nơi thấy anh ta đang ngồi chơi với đứa con gái hơn một tuổi của mình mà làm mấy ông khó hiểu bởi ông luôn bấn loạn như thế mà mạnh thì bình thản chẳng có gì là sợ hãi thấy mấy ông qua anh còn đứng lên chào hỏi rồi mời ngồi xuống uống trà chị hằng trong nhà ra thấy mấy ông tới thì kêu chồng đưa con cho mình bế để chồng nói chuyện nhưng ông hà hiểu chuyện liền ngăn lại nói còn cứ vào trong mà làm việc cứ để cha con nó ở đây mấy chú qua chơi chưa có gì đâu mà lo nói rồi ông còn ấm bé con qua mà nựng thấy thế chị hằng đi vào nhà lo tiếp công việc sang giờ lúc này ông hoàng mới nhìn qua mạnh mà hỏi mạnh Còn nói chú nghe xem hồi sáng con với chú lù đi đâu mà khiến cho ông ta bấn loạn như giờ hả mạnh thở dài nói <laughs> thật ra con đâu có đi cùng bác ấy Lúc còn đã thăm ruộng khoai thì thấy bác đứng thất thần nhìn về bãi sậy rất lâu. Một lúc sau thì bác lại nhìn quanh cứ như đang tìm kiếm gì đó. Thấy lạ nên con mới đi lại hỏi xem chuyện gì. Vừa đi tới nơi thì thấy ông lại ngồi dưới bờ đê mà ánh mắt thất thần. Con sợ bác bị trúng gió nên đến hỏi thì ông bảo mau đưa ông về nhà gấp. Lúc đó thì sắc mặt bác đã trắng bệch luôn nên con sợ có chuyện mới cõng ông chạy nhanh về nhà. Ông Hoàng nói xen Sao lạ thế mấy ông Chú ấy trước giờ trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ Thì làm gì có thể khiến ông bấn loạn như điên thế kia được Và câu nói lúc gặp bọn mình các ông còn nhớ không Ông Hà cũng nói theo Tôi nghĩ chúng ta cần nhanh đi kiếm thầy về giúp Chưa kéo dài không tốt đâu Mấy ông đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng la của ai Làm cho tất cả cũng hoang mang Mà chạy vội ra ngoài sân xem Từ ngoài đồng một người vừa la vừa chạy trong tâm trạng bấn loạn khiến cho người kia té lên té xuống không biết bao nhiêu lần thấy vậy mấy ông đợi cho người kia tới gần nhưng chưa tới chỗ mấy ông thì đã có một bà ngăn lại nên tất cả cũng đi đến để biết thêm thằng quạ mày làm gì chạy như ma đuổi thế hả dạ là quỷ đó có quỷ xuất hiện trong xóm mình đấy ông hoàng đi tới trấn an anh ta lại rồi hỏi rõ hơn còn nói cho rõ ra coi Chuyện gì Bà lúc này được uống nước nên cũng đỡ hơn Liền kể lại mọi chuyện Dạ Chuyện là con với thằng Long đang đi vào bãi sậy thăm bẫy Thì thấy một người phụ nữ đứng đằng xa vẫy tay kêu lại Bọn con cứ nghĩ là ai trong xóm Bởi cũng hơi xa nên không nhìn rõ cho lắm Cả hai đi tới xem chị đó kêu làm gì Anh ngờ vừa tới còn khoảng 20 mét Thì nghe rõ tiếng người kia bảo Chúng mày dám mang xác đến cho tao à Bọn con cũng chưa hiểu gì nên vẫn đi tới Ai ngờ người đó bỗng biến thành một làn khói đen bay về hướng tụi con Thằng Long vấp té nên đã bị làn khói đấy bao lấy toàn thân Rồi nhấc bỗng nó lên trời Nghe đến đây mấy ông hiểu Long xảy ra chuyện Liền chạy vội ra đó Hy vọng sẽ cứu được Nhưng rồi tất cả phải chết lặng người khi vừa đến nơi Cái xác của Long lúc này chẳng còn nhận ra được nữa Bởi toàn bộ thịt da đã bị thứ gì xé quăng khắp nơi quanh đấy Cảnh tượng này chưa ai từng thấy Nên vài người yếu bóng vía đã lăn ra xỉu ngay lập tức Thấy thế ông Hà kêu quả với mạnh chạy vào xóm kêu thêm người ra đưa mấy người ngất kia về Và cả gia đình của Long đến đưa thầy ma đi chôn Thế là cả trăm người dân giữa chưa phải ở ngoài đồng Vừa đào huyệt chôn Long số khác thì không kiềm được tính nóng và mang dao Ra ruộng một khu rộng để tìm bắt con quỷ giết người dù được mấy người lớn tuổi khuyên nhưng thấy cảnh long bị giết mà thịt xa không còn nguyên vẹn như thế khiến cho tất cả không giữ được bình tĩnh nhưng họ đâu hay cái thứ giết long không phải là con thú hay người nên nguy hiểm đang chờ đợi họ bên trong đấy lúc này tầm xế chiều người dân chôn cất long đã xong còn số người đang phá xảy cũng làm được một khu khá rộng lúc này ông lu mới kêu tất cả sừng tay bởi phía đằng xa đang có một dáng người đứng trên cây nhìn về họ với đôi mắt đỏ rực giờ đối mặt với con quỷ kia thì tất cả mới bắt đầu thấy sợ vì đây là lần đầu họ trông thấy ngay cả ban ngày với lại hình dáng của nó quả thật khiến cho người ta phải kinh hãi tột độ ông lu đi lên trước mà lên tiếng hỏi chúng tôi ở đây từ xưa đến nay chưa từng làm gì gây ra oán hận cho ai cả thế tại sao người lại muốn giết hết chúng tôi mới hạ dạng một tiếng cười khanh khách vang vọng khiến cho nhiều người phải bịt tay lại vì âm thanh quá lớn làm cho đau cả đầu óc. Xong thì dáng người kia lại biến thành một làn khói đen mà bay sâu vào trong. Khi mọi chuyện kết thúc thì mọi người mới phát hiện ra có hai người phụ nữ đã chết. Máu từ khóe mắt và hai bên tay chảy ra rất nhiều. Khuôn mặt cũng tím tái và cái đáng sợ nhất chính là hai con mắt đều bị nổ tung. Bao nhiêu chuyện xảy ra như thế mà chẳng hiểu sao không một ai phát hiện ra. Đến khi nhìn thấy thì mọi thứ quá muộn. Ông Lu run giọng nói, bây giờ chẳng ai có thể giúp được mình đâu. Mọi người hãy về lại nhà và cố gắng làm mọi cách có thể chống lại được bọn ma quỷ thì làm. Ông Hoàng nói, chú nói thế là sao? Chúng ta có ai làm gì hại bọn họ đâu, sao lại muốn bắt chúng ta chết mới chịu? Ông Lu nói tiếp, tôi không biết có ai làm gì hay không, nhưng không thể nào ma quỷ tự nhiên giết người ngay cả ban ngày như này được không có lửa thì làm sao có khói lúc này thì đám đông lại bắt đầu đẩy trách nhiệm và đẩy tội cho người khác tôi nghĩ chắc có ai đã hại gì vợ chồng nó mới khiến bọn nó hận mà hóa quỷ về giết chúng ta theo tôi thì chắc là con tiêu khi sống đã bị ai đó trong xóm mình làm nhục nên giờ nó mới hận như thế còn đấy ở đây ai không biết nó đẹp nên khối người mê nó này bà đặt chuyện để nói là chẳng được yên đâu đấy tôi thì nghĩ do thằng năm giết hại vợ chồng nó nên mới như này cứ như vậy mà cả đám đông không ngừng đổ lỗi cho nhau khiến cho số khác chỉ biết ngồi đấy mà không làm được gì nói chung thì một khi con người ta bị chuyện gì đấy ảnh hưởng tới bản thân thì họ sẽ không ngừng đổ tội dù là cái tội nghe qua đã thấy nó sai và không có căn cứ ông hoàng thì cũng nằm trong số bị chỉ trích nhiều nhất bởi người em của ông được cho là kẻ giết người Nên làm sao mà tránh khỏi lời cay độc của thiên hạ Dành cho ông và cả nhà Ông Lu thấy mọi người đang chia rẽ nhau Thì rất buồn Bởi ông cha ta từng nói Anh em xa không bằng láng giềng gần Câu nói này rất ý nghĩa Nhưng hiện tại thì chẳng còn anh em hay láng giềng gì nữa Chỉ cần có nơi cho họ chửi Họ đổ tội Thì họ không ngừng chút lên Mặc cho người ấy có tội hay không ông la lớn tất cả mau im lặng tại sao lúc này mà không đoàn kết để tìm cách ngăn chặn tai họa mà đứng đây đổ lỗi cho nhau cho tôi hỏi những cái mọi người vừa nói có ai dám khẳng định là đúng hay không có ai tận mắt nhìn thấy kẻ khác giết người hay không hay chỉ là suy đoán mà thôi nếu ai cũng được quyền kết tội người khác qua suy đoán của mình thì sẽ còn bao nhiêu nỗi oan ức như hiện tại chúng ta sắp đối mặt đây với lại tất cả đổ lỗi cho nhau thì có ngăn được tai ương kéo tới hay không nếu ai cũng cho mình đúng, thế thì ai sai? Ông Lô đã dùng hết sức để nói ra nỗi lòng mình, xong thì quay lưng đi về nhà, mặc cho tất cả có chịu hiểu hay không cũng được. Ông Hoàng nhìn qua tất cả mà cúi đầu nói, "Tôi thay mặt em mình nhận lỗi với tất cả bà con. Nếu quả thật chuyện này từ em tôi gây ra, thì mọi người cứ đến mà đánh hay giết tôi đi. Miễn sao làm cho tất cả vừa lòng thì cứ làm." Ông quỳ xuống cúi đầu để cho họ muốn làm gì cũng được Nhưng tất cả cũng hiểu ra vấn đề Nên chấp nhận bỏ qua mọi hiểm khích Mà cùng nhau tìm cách vượt qua tai ương Thôi, anh đứng lên đi Chúng tôi nhận ra cái lỗi, cái ích kỷ của bản thân rồi Thật sự những lúc như này thì cần phải đoàn kết lại Thì mới mong giải quyết được mọi chuyện Giờ mình về nhà để tìm cách kết thúc chuyện này đi anh Nghe được câu nói ấy ông rất xúc động thầm cảm ơn tất cả vì đã không làm cho mọi chuyện rối hơn. Khi tất cả vào tới xóm thì bầu trời cũng bắt đầu kéo mây đen tới. Nhìn lên cũng biết đây không phải là chuyện bình thường, bởi những đám mây kia kéo tới với tốc độ cực kỳ nhanh. Chưa đầy nửa tiếng thì cả bầu trời tối đen cứ như 7 giờ tối. Từng cơn gió cũng nổi lên mỗi lúc một mạnh hơn, kèm theo đó là mùi hôi tanh của máu thịt. Từ xưa tới giờ không có ai từng thấy quả xuất hiện nhiều như lúc này Bọn nó cứ kéo tới đậu trên cây nhiều đến nỗi Làm gãy cả nhánh nhỏ hay khô Tiếng kêu của bọn nó thì có ai ưa thích Nhiều người dùng cây hay lửa để xua đuổi bọn nó đi Thế mà cả đàn chỉ bay từ cây này sang cây khác Cứ như bọn nó biết nơi đây sắp có thức ăn Ông Lô lúc này hiểu chuyện gì đang đến Liền kêu tất cả về nhà đóng cửa chặt không được ra ngoài Ai cũng nhận thấy được sự nghiêm trọng liền nhanh chân chạy về bên người thân của mình cả xóm ngày nào vui vẻ bình yên nhưng bây giờ thì chẳng có một bóng người bên ngoài cửa nhà thì đóng chặt mà cả đèn cũng không dám thắp lên bởi tai họa lần này không phải con người tạo ra nên sự đáng sợ của nó vô cùng thảm khốc một tiếng hú hãi hùng vang lên khắp nơi trong xóm sau đó là tiếng khóc thê lương của người phụ nữ mang nhiều ớt hận dù không ai rõ cho lắm tại sao tiếng khóc ám ảnh kia cứ hay vang lên bởi nếu tính ra thì vụ việc năm xưa không xảy ra rất nhanh với âm thầm trong đêm đến nỗi chẳng một ai hay biết người được cho gây ra thảm kịch kia cũng lấy cái chết ra mà trả nợ thì tại sao tiếng khóc đấy cứ vang vọng mãi như này mọi người ngồi bên trong nhà nhưng vẫn cảm nhận được sự đáng sợ bên ngoài thế nào tiếng khóc than tiếng quả kêu cứ như xóm nhỏ này chẳng còn là nơi con người đang sống cái đáng nói nhất chính là cái lành bất thường dù ở trong nhà đang trùm chăn kín người đi nữa Thì cũng cảm nhận được nó Tiếng hú tiếng khóc cứ như thế mà không ngừng phát ra Đến khi tất cả nghe được một tiếng kêu la thảm thiết của ai đấy vang lên một lần Rồi im lặng Trời cũng không còn gió Tiếng khóc của oan hồn kia cũng đắt tắt Không khí trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn Thì ông Lu cùng Hoàng với hai người khác mới mở cửa Để xem mọi thứ bên ngoài thế nào Rất may Nó đã kết thúc nhưng ông lu thì sắc mặt vẫn không mấy vui liền nói dù nó đã đi nhưng cũng mang theo một người vô tội nữa rồi chẳng biết chúng ta phải chịu đựng đến bao giờ thì mới hết đây ông hoàng hỏi lớn mọi người ra được rồi tất cả coi lại xem người nhà có ai mất hay không dần dần có thêm nhiều người bước ra một lúc thì tất cả cho hay không thiếu ai nhưng đây chỉ là số nhà gần với mấy ông còn số khác ở hơi xa một tí thì chưa biết thế nào. Nên ông Lù nói thêm. Tôi nghĩ chúng ta đi khắp xóm xem có nhà nào đang thiếu người hay không. Bởi vừa rồi tôi nghĩ ai cũng nghe được tiếng kêu la thảm đấy phải không? Ông Hà nói nhỏ. Thôi, chúng ta đi được rồi. Ai cũng vừa trải qua chuyện kinh hoàng nên khó mà chịu đi lắm. Với lại chuyện này mình không ép được thế ông nói cũng đúng nên nói chuyện thêm một lúc thì ba ông lấy cái đèn để đi xem hết mọi nhà trong xóm xem nhà nào có người bị hại nhiều người vào lại nhà nhưng cũng có vài người đi theo ba ông đi gần hết xóm mà chưa có gì mấy ông cũng mong mọi chuyện sẽ tốt hơn ai ngờ lúc này họ đi tới một căn nhà thì bất chợt khựng lại vì cảm giác như có gì đó không ổn bởi đang lúc bị quỷ quậy phá thì không lý nào có người dám mở cửa như thế được Cả nhóm đi vào Vừa mới tới cửa đã phải dừng lại lần nữa Bởi cái mùi tanh nồng như mùi máu Sọc thẳng vào mũi họ Ông Hoàng cùng Hải nhanh chóng chạy vào Thì phải đứng chết chân tại chỗ Cảnh tượng bên trong nhà quá hãi hùng Bốn xác người bị xé toạc bụng Nội tạng cũng bị moi ra ngoài Nằm khắp nơi Ôi mẹ ơi Không ngờ cái bọn quỷ này độc ác thật đấy Bọn nó giết người cứ như giết một con vật nhỏ bé thế à Một người nói lên sự hoang mang của mình vì không nghĩ nó tệ đến mức này Nhưng giờ đâu phải là lúc để sợ hãi Tất cả đi vào kiểm tra thì thấy thiếu đi một người Ông Lu nói với giọng run run Vậy là nó bắt thằng Mã đi rồi Ở đây chỉ còn xác vợ con của nó thôi Giờ biết làm sao để kiếm được nó đây hả? Qua một lúc cho tất cả hoàn hồn lại thì ông Hoàng nói Thôi, giờ chúng ta còn thầy ma lên trên để sáng mai thì mình đến đưa đi chôn. Chứ giờ tôi biết chẳng ai dám ở lại đây với lại chẳng biết con quỷ kia có trở lại hay không nên chúng ta phải về lại nhà mình đi Một người đi cùng nói Tôi thấy anh Hoàng nói đúng đó Mình cứ đem lên cái giạc đấy cho họ bớt lạnh Sáng mai chúng ta đóng mấy cái hòm rồi chiều đem chôn luôn Tất cả vào khiên mấy cái xác lên trên sông Thì đi ra đóng cửa lại cho chắc chắn thì mới rời đi Trên đường về ai cũng có nỗi lo trong lòng Nhưng với hoàn cảnh hiện tại Thì có lo lắng thế nào cũng không thay đổi được sự việc Lúc này ở nhà Tuấn đang nằm ngủ, bởi qua mấy lần anh bị vong hồn theo ám tí nữa đã mất mạng, nên ông hoàng đã không cho anh ra khỏi nhà. Bỗng có tiếng ai đấy gọi anh bên ngoài. Nhưng từng bị những chuyện như này nên anh không để cho bản thân mắc bẫy lần nữa, mà giả dạ đò nằm ngủ không nghe thấy. "Tuấn ơi, mau là đây chú giúp cho cách giết được con quỷ đó." Thêm một lần nữa tiếng của ai đấy bên ngoài gọi còn đưa ra lời hứa khiến cho Tuấn cũng có chút lưỡng lự Bởi hiện tại cái tai họa cả xóm đang bị chính là vong quỷ kia Không ngừng giết người Nhưng qua mấy lần xém phải bỏ mạng Mà lần này Tuấn đành làm ngơ Mặc dù trong lòng rất muốn giúp mọi người thoát khỏi nỗi sợ Nhưng đối với bọn quỷ ma kia thì cũng có vô số cách lừa gạt Anh cố gắng không muốn nghe thấy Nhưng tiếng kêu ấy mỗi lúc một lớn hơn Và có phần tức giận Giờ thì Tuấn chỉ có một cảm giác đấy là sợ một phần hiện tại chỉ có mỗi anh ở nhà Ông Hoàng thì còn đi với nhóm người trong xóm Còn mẹ với hai đứa em thì đã về nhà ngoại chơi mấy ngày nay Vì thế một khi anh có chuyện thì chẳng ai hay mà cứu giúp Gần nửa giờ trôi qua mà chẳng dụ được anh ra ngoài Nên con quỷ kia cũng bỏ đi Thấy bên ngoài không còn tiếng kêu hay bước chân như vừa rồi Lúc này Tuấn mới dở cái chăn ra mà thở vào ầm một tiếng động rất lớn làm Tuấn la lên trong nỗi kinh sợ kinh hoàng tột độ một dáng người xuất hiện đứng ngay trong nhà tuấn sợ hãi lui về một góc cho mình một điểm tựa tinh thần nhưng đổi dáng người kia lên tiếng lần nữa cái thằng này sao chú kêu mãi không chịu đâm mở cửa hả khi nghe đúng là giọng của chú mình thì tuấn mới dám lên tiếng hỏi lần nữa là là chú năm phải không có phải chú năm không chú đây giờ hãy nhớ cho kỹ lời chú nói Ngày mai con kêu mọi người ra ngoài bãi sậy đi vào giữa sẽ thấy một căn tròi lá nhỏ. Bên trong có cái hòm, hãy đem cái hòm đấy ra khỏi bãi sậy rồi hỏa táng nó. Nhớ trước khi làm phải lấy máu chó mực đổ khắp cái hòm rồi hãy đốt nghe chưa. Tên kia, người dám đến đây báo cáo à? Ta sẽ cho người mãi mãi không siêu thoát. Cuộc nói chuyện hai chú cháu bị cắt ngang bởi một giọng nói đáng sợ khác. Tuấn cũng vừa hay nhìn ra đá hóa đá, miệng há hốc không thể nói được lời nào. Bởi đấy là một con quỷ thật sự kinh hãi Nó chỉ là một làn khói đen nhưng lại có cặp mắt đỏ rực Và cả một khuôn mặt vô cùng kinh dị Lời nói vừa dứt Thì linh hồn của chú Năm đã bị con quỷ kia hút ra bên ngoài Rồi chỉ nghe được một tiếng thét thê thảm vang lên Thì Tuấn đã tận mắt thấy linh hồn của chú mình tan biến Thành làn khói Bị cơn gió cuốn đi mất sau khi giết ông xong thì con quỷ đưa đôi mắt ấy nhìn về Tuấn mà cười lên khanh khách rồi nói Thằng nhóc kia Người sẽ là người bị giết cuối cùng Đêm mai ta đến giết hết Tiếng cười quá kinh khủng Làm cho Tuấn lúc này không chịu nổi Phải bịt tay lại nhắm mắt Mà la thật to Với ý niệm cha mình hay ai ở gần đấy Sẽ nghe mà chạy qua cứu giúp Bỗng Tuấn cảm nhận được một bàn tay Nắm lấy anh Làm cho Tuấn vùng vẫy rất dữ rồi Thì bừng tỉnh mới biết đấy chỉ là giấc mơ Rất may lúc này ông Hoàng cũng đã có mặt trong nhà khi nghe con la hét thì ông cùng mấy người khác nữa chạy lại chấn an. Tuấn lúc này như đứa trẻ lên năm ôm lấy cha mình mà khóc thật lớn. Ông ôm lấy con mà cảm nhận từng cơ thịt trên cơ thể đang run lên thì ông biết con mình vừa gặp cái gì rồi. Phải mất thêm nửa giờ nữa thì Tuấn mới bình tâm lại. Mấy ông thì đi ra ngoài cho anh nghỉ nhưng lúc này Tuấn lại chợt nhớ ra lời của chú mình nói nên đi ra theo. Ông lù thấy Tuấn ra thì lên tiếng hỏi con ngủ mơ thấy gì mà sợ hãi đến thế Nếu nói được hãy nói để ông với mọi người tìm cách giúp con Bỗng trong đầu Tuấn giờ mọi thứ lại rối tung lên Anh không còn nhớ được nguyên vẹn lời dặn của chú mình Mà nhớ cái gì nói cái đó Là à, con thấy chú nằm về kêu mai mọi người ra bãi dậy Rồi đốt cái gì đấy Vừa rồi còn nhớ rõ mà sao tự nhiên mọi thứ mơ hồ Nên con không nhớ thêm được gì cả Ông Hoàng trấn an Thôi con đừng cố nhớ làm gì Cứ nghỉ ngơi đi rồi sẽ nhớ lại thôi ông đưa con vào trong nằm nghỉ rồi mới ra ngoài nói chuyện với mọi người ông lu hỏi nhỏ hoàng mẹ có tin lời thằng tuấn nói là thật không bãi sậy đấy hôm trước bị đám thanh niên phá một khoảng rộng mà thấy gì đâu ông hà cũng nói xen hay là thằng năm muốn chúng ta vào đó châm lửa đốt hết khu đó tôi vừa rồi có nghe thằng nhỏ bảo vào bãi sậy rồi đốt gì đó phải không do tuấn nói không rõ ràng nên mấy ông phải mò từng chút để xem cái nào hợp lý hơn nhưng cuối cùng thì tất cả quyết định ngày mai sẽ đến bãi xảy đấy mà tìm thử. Lúc này trời đã gần sáng nên ông hoàng kêu tất cả nằm lại nhà mình mà nghỉ ngơi luôn. Khi tất cả đang nằm nhắm mắt cho khỏe một tí thì ngoài trời lại vang lên tiếng khóc ai oán đau khổ lần nữa. Nhưng giờ thì tất cả đã chai lì nên không ai cảm thấy sợ hãi, bởi nếu bọn nó muốn giết thì chẳng ai làm gì thoát khỏi nên mọi người cứ xem đó là lời hát của một người trong khi mấy ông đang nằm nghỉ thì tuấn lại gặp phải ác mộng gì đấy mà khiến cả cơ thể anh phải co giật rồi giấy rụa không ngừng phải đến khi trời sáng thì tuấn mới nằm im trở lại lúc này từ bên ngoài một người đang kêu la cứ như đang có chuyện kinh khủng nào lại xảy ra làm cho tất cả bị đánh thức mà chạy ra ngoài xem tình hình vừa ra thì thấy một người đàn ông toàn thân đấm máu ngã gục bên đường đến nơi thì người kia nói được mấy tiếng đã chết Màu, mau giết nó đi Ông Lu nhìn qua mấy người kia nói Chúng ta bảo hỏi thằng Tuấn xem có nhớ được gì nữa hay không Hôm nay phải làm cho rõ để giải quyết cho sớm Nếu không chúng ta phải chôn cất người thân mãi đấy Lúc này may sao Tuấn cũng vừa tỉnh lại Sau một đêm dài bị cơn ác mộng hành hạ Nên giờ nhìn anh cứ như một người bị mất hồn Mấy ông đi đến hỏi thì lúc này Tuấn chỉ ngồi đờ người ta đấy Chứ không nói được gì Thấy thế mấy ông cũng không hỏi thêm Vì họ hiểu Tuấn đang trong tình trạng thế nào Ông Hoàng đưa Tuấn đến nhờ vợ của ông Hà chăm sóc hộ Bởi sợ lúc ông đi thì Tuấn xảy ra chuyện Sau khi lo xong mọi thứ Thì gần 20 người kéo nhau đến bãi sậy để phá hủy nó Tất cả ra sức nhằm phá hết đám sậy này Mong đánh đuổi được con quỷ kia ra khỏi làng Đến gần trưa thì tất cả phải giật mình Khi thấy một căn tròi lá nhỏ nằm giữa một bãi đất trống Ai cũng tò mò đi đến xem Thì kinh hãi mà chạy ra khỏi căn tròi ngay lập tức bởi mấy ông không được Tuấn nói rõ về cái quan tài kia Họ chỉ nghĩ phá cho hết Sau đó đốt cháy rồi thì đuổi được con quỷ đấy đi Đứng trước tình huống khó xử lý này Khiến cho tất cả không biết phải làm sao cho đúng Do nơi này hoang vu trước giờ Thì làm gì có chuyện giữa chốn này có căn tròi Và cái hòm như thế được Thấy thế Tất cả ra một khoảng xa ngồi nghỉ mệt Và suy nghĩ làm thế nào tiếp Lúc này ở nhà Tuấn Được bà Lụa vợ ông Hà chăm sóc đã khỏe hơn anh đang ngồi trước hiên thì một câu nói từ đâu vọng vào tai hãy nhớ phải dùng máu chó mực đổ lên cái hòm kia rồi hãy đốt tuấn bừng tỉnh lại mà chạy hối hả về hướng bãi sậy bà lụa thấy anh chạy thì nghĩ tuấn bị quỷ nhập nên cũng chạy theo hối hả lúc này bên trong mấy ông nghỉ ngơi xong và đã có quyết định phải làm gì kế tiếp ông lù nói bây giờ ba người ở lại cùng tôi đốt cái chòi và cả cái hòm kia số khác cứ phá cho hết mọi cây cối đi tranh thủ nắng này chiều nay là mình đốt được rồi cố gắng nên nghe mấy đứa khi mọi thứ đã được phân công ông lu cầm cây đuốc lên định châm lửa thì một tiếng la lớn không được đừng châm lửa tất cả nhìn lại mà khó hiểu bởi tiếng la đó là của tuấn nên ông lu không châm đứng lại chờ cho tuấn đến hỏi rõ đến nơi tuấn nói đừng đốt như thế nếu không làm đúng cách là hậu quả còn khủng khiếp hơn đó ông hoàng hỏi lại tuấn có nói gì thế chẳng phải hôm qua con bảo phải vào đây phá bỏ bái sậy rồi đốt hết à dạ con quên một cái quan trọng khác đó là phải dùng máu chó mực đổ lên khắp cái hòm bên trong căn tròi kia thì mới được đốt còn việc phá bỏ bái sậy này thì không cần đâu chỉ phá hủy được thân xác của nó là mình giết được nó rồi ông hà nói ôi mẹ ơi tí nữa chúng ta gây thêm họa rồi mày là nó tới kịp giờ chúng ta tập hợp lại đây bàn cách khác bây giờ ai về nhà đi khắp xóm giết mấy con chó mực đem máu đến đây còn số còn lại thì chuẩn bị củi một khi có máu thì mình phải đốt cho nó cháy tan xương Ông Hoàng nói thêm Giờ tôi cùng vài đứa nữa về xóm bắt làm Còn chú Lô với cả Mọi người ở lại lo chuyện ở đây Nếu đây đúng là cách thằng năm chỉ Để giết con quỷ này Thì chúng ta phải làm dứt điểm trong ngày hôm nay Tôi thấy giờ cứ thế mà làm Trời đã trưa rồi đấy Nếu không làm cho nhanh thì đêm nay phải chịu đựng nỗi sợ nữa đấy Tất cả hiểu được vấn đề Liền nhanh tay mà làm mọi chuyện đến gần xế chiều thì mọi thứ cũng chuẩn bị xong người dân cũng kéo đến quanh kín cả một vùng để tận mắt chứng kiến cảnh thiêu chết quỷ là thế nào ông lu đi lên nói lớn hôm nay chúng ta bắt buộc phải làm một chuyện tàn độc bởi một khi đốt thì cả thân xác lẫn linh hồn con quỷ kia đều tan biến mà không bao giờ được chuyển kiếp trước khi chúng ta làm chuyện này mọi người hãy cúi đầu xin họ được tha thứ đi nếu ai không biết sẽ nghĩ ông Lu làm chuyện nực cười Nhưng thật sự mà nói thì đây chính là sự kết thúc vĩnh hằng cho phong hồn kia Tuy hiện tại nó đã hóa quỷ và giết nhiều người trong xóm Nhưng nghĩ lại thì đều có nguyên nhân mà ra Nếu tên thầy bùa cao miên kia không tàn độc hãm hại Thì cả ba mạng người đã không chết Và linh hồn của họ đã được siêu thoát làm kiếp khác Đâu phải vất vưởng đến tận giờ Để rồi hóa quỷ giết thêm người Sau khi gửi lời xin lỗi đến vong linh xấu số kia Thì ông Hoàng đã ném cây đuốc về phía cái hòm Ngọn lửa nhanh chóng bén với rơm khô đã cháy lớn lên ngay lúc đấy đã xuất hiện một dáng người trong ngọn lửa Đó không ai khác chính là phong quỷ Máu chó mực xăm cầm sức mạnh Vì thế mà nó có cố vùng vẫy thoát ra đều không được Tất cả ai cũng xót xa nhìn cảnh ấy Nhưng rồi bất ngờ xuất hiện mấy dáng người khác Đang giữ lấy con quỷ kia Để cho ngọn lửa thiêu rụi Giờ tất cả mới hiểu ra Đấy chính là vong hồn những người bị giết kia trở về giúp họ nhưng nếu làm thế thì họ cũng sẽ bị ngọn lửa thiêu tan hồn lạc phách ngay lúc mọi người đau buồn thì một giọng nói khác vang lên tất cả hãy nhớ khi ngọn lửa cháy xong hãy đến lấy hết cho cốt đem ra sông rải xuống nếu còn giữ lại thì một thời gian sau vòng quỷ kia sẽ lại hồi sinh lúc ấy chẳng có gì cản nó được nữa ai cũng nhận ra đấy chính là giọng nói của chú năm người em trai ông hoàng có thể đây chính là sự sắp đặt của ông trời bởi tai ương lần này mọi người có thể vượt qua được lại do chính vong linh của chú năm giúp đỡ chú ấy bỏ trốn thì cũng chẳng một ai biết được việc bản thân đã làm nhưng chú đã không chọn cách bỏ trốn mà đã tự kết thúc cuộc đời của mình để trả nợ đến giây phút cuối cùng chú cùng những vong linh khác chấp nhận chết lần nữa để cho những người thân yêu của mình được sống tiếp sau khi thấy ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ thì người dân đã cúi mặt vì hổ thẹn bởi vừa rồi họ đã đổ hết tội lỗi lên đầu của chúa ấy Thế mà ông ta không oán trách còn hy sinh cả linh hồn mình cứu lại người khác Mọi người đồng loạt quỳ xuống, vái lạy để thể hiện lòng thành của mình dành cho những người chết kia Khi mặt trời sắp lặn thì mọi thứ đã được người dân làm xong Hũ cho cốt ấy cũng được tất cả đem đặt tận giữa sông để thả cho nó xuôi theo dòng mà phiêu bạt Từ khi chuyện đó xảy ra Ông lưu của một số khác đã dựng lên một ngôi miếu bên ngoài bãi sậy đấy để hương khói cho những vong hồn vì họ mà hy sinh. Từ đấy về sau, mọi người gọi nó là miếu oan hồn. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Nguyễn Thành Hùng mang tên Quản tải máu nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng bạt ngàn của dãy núi côi là một ngôi làng cổ và nhỏ tên là ba cổ bởi vì cái tên này nó gắn liền với lịch sử hình thành của ngôi làng này đừng nhìn vào số dân cư thưa thớt đó mà đánh giá nhầm lịch sử của ngôi làng này ngay cả các cụ cao niên còn tồn tại trong làng cũng không nhớ được ngôi làng này hình thành từ thuở nào Người dân ở trong làng Ba Cổ sống chủ yếu bằng nghề kiếm củi trên rừng. Quanh làng có nguồn tài nguyên gỗ vô cùng phong phú. Tuy nhiên, muốn đưa được củi ra bên ngoài thì họ phải đi theo một con đường vòng vèo khó khăn mới đi đến được một ngôi làng sầm uất hơn, cách đó hơn nửa ngày đường. Con điều trong làng cũng có một vài người không làm nghề đốn củi trên rừng. Họ sinh sống và kiếm tiền bằng cái nghề được người ta gọi là thất đức chính là đảo trộm mộ. Tương truyền thở sơ khai khi hình thành làng nơi này thì trong làng đã sinh ra là hai phe phái rõ ràng, một bên làm tiểu phu, còn một bên chính là trộm mộ. Thời gian thoi đưa qua đi, dần dần bên phía trộm mộ mai một và chết khi đảo trộm mộ khá nhiều. Vì thế các thế hệ sau cũng không còn ai có ý chí làm giàu bằng đồ người chết nữa cả. Cho đến hiện tại thì trong làng cũng chỉ còn có hai gia đình sinh sống bằng nghề trộm mộ mà thôi. Bây giờ muốn đào được mộ thì họ phải rời nhà đi cả tháng trời. Cả ngày buôn ba trong rừng sâu núi thẳm. Hai gia đình đó chính là truyền nhân dòng chính thống của nghề trộm mộ. Cho nên tay nghề và kỹ năng vô cùng thượng thừa. Chính vì thế cho nên họ mới tồn tại được đến ngày hôm nay. Đêm nay khi màn đêm đã buông xuống từ rất lâu khung cảnh xung quanh làng bà cổ đã chìm đắm vào trong màn đêm tĩnh lặng lâu lâu mới nghe thấy một vài tiếng rúc tu tu của loài chim rừng đang tìm mồi đâu đó phía cuối làng có hai căn nhà nằm cách xa mọi ngôi nhà khác bên trong cũng đã tối đen như mực nếu như ai thính tai thì có thể nghe thấy bên trong có tiếng thở đều đều từ bao giờ ấy vậy mà lúc này từ phía trước một ngôi nhà đang có một bóng đen lẩn mò ở trong bóng tối người này thậm thà thậm thụt đi đến ngôi nhà cuối cùng dáng đi nhẹ nhàng và cẩn thận ánh mắt đưa láo liên nhìn xem có ai nhìn thấy hay không đứng trước ngôi nhà đó một lúc lâu người kia mới đưa tay lên miệng rồi kêu lên hai tiếng như cú rút gọi bầy vậy cúc cô cúc cô Tiếng gọi đấy phá vỡ đi không gian quanh đó Khiến cho mấy chú chim đang rút đầu trong cánh ngủ say giật mình tỉnh giấc Chúng kêu quát lên một tiếng Rồi bay vụt vào trong màn đêm trước mặt Người đó sau khi kêu lên hai hồi Thì im lặng Tìm một góc khuất ngồi thụp xuống Đầu vẫn không ngừng đưa qua đưa lại Nhìn ngó xung quanh Lúc này từ bên trong căn nhà Một người cũng ngồi bật dậy Khi nghe thấy tiếng cú rút đầu tiên đó là một người đàn ông trung niên Ông ấy ngồi dậy khá nhẹ nhàng Đưa tay dở chăn ra rồi đắp lên lưng vợ Và đứa con trai đang nằm cạnh đó Sau đấy ông ấy nhẹ nhàng đi ra khỏi giường Cúi xuống đeo đôi giày làm bằng rơm vào chân Bất chợt một bàn tay ôm vòng qua bụng ông ấy Chẳng cần quay lại cũng biết là ai Ông ấy khẽ lẩm bẩm Anh đi uh, có việc chút anh về Em với con cứ ngủ đi nha trời còn lạnh lắm Đôi bàn tay kia lúc này buông bụng ông ra Đằng sau vang lên giọng thỏ thẻ của con gái Trời còn tối mà đi đâu nữa vậy Chẳng phải em bảo mình nên bỏ nghề đó đi rồi sao Người đàn ông quay qua ôm vợ vào lòng rồi thủ thị Anh biết rồi, anh biết rồi Anh đi nốt chuyến này rồi anh về rửa tay gác kiếm Nói rồi ông ấy buông vợ ra cúi xuống hôn đứa con trai đang ngủ trên giường rồi nhẹ nhàng rời đi cánh cửa nhà khẽ kêu kèn kẹt, kẹt mấy cái gió lạnh từ bên ngoài ủa vào không gian bên ngoài tối đen như mực ấy vậy mà ông ấy bước ra ngoài một cách thành thục rồi lần mò trong bóng đêm đi về nơi người kia đang ngồi tiếng chân vừa đến nơi người đàn ông từ trong góc khuất đi ra lên tiếng trách mắng chà sao mà lâu vậy anh lê em ngồi ngoài này lạnh tê cóng hết cả chân rồi chị nhà lại nói chuyện rửa tay các kiếm chứ gì người vừa ra tên là lê còn người đứng ngoài nấy giờ đợi ông lê chính là ông cổn hai người họ chính là dòng dõi cuối cùng của phe phái trộm mộ còn tồn tại trong làng ba cổ đến hiện tại ông lê nghe bạn hỏi thì không nói gì ra dấu cho ông ấy đi theo mình hai bóng người đen đuổi cứ thế lần mò vào trong bóng tối rồi biến mất khi ánh mặt trời đã lên trên cao Dưới một tán rừng rậm bạt ngàn Có hai người Ông Lê và Cổ Đang len lỏi băng qua những gốc đại thụ cao chọc trời Trên lưng hai người Có đeo theo một cái túi vải khá dài Và trông như có lỉnh kỉnh đổ Ở bên trong vậy Khi đến một gốc cây bị khoét Một lỗ khá to ở dưới đất Thì người ông Cổ thở phì phò Nói với theo ông Lê đang đi trước Anh Lê ơi, đứng lại nghỉ chút đã, chúng ta đã đi gần nửa ngày rồi Anh nghỉ xuống cho tôi uống miếng nước Ăn trước cầm hơi Anh vội đi đâu nào Khu vực đó cũng chưa có ai đặt chân đến Mà làm gì anh lo quá vậy Lúc này ông Lê đang đi phía trước Nghe thấy ông Cồn nói như vậy Cũng liền dừng lại Hai người trôi vào trong hốc cây rỗng Rồi lấy cơm nắm ra ngồi nhai nhồm nhòm Trong lúc ăn Ông Cồn bất chợt hỏi Này Anh cho tôi xem lại tấm bản đồ cái nào từ hôm nhận được nó đến giờ tôi cũng chưa có xem lại lần nào Ông Lê móc trong chiếc túi bên cạnh ra một cái túi nhỏ Sau đó lấy ra một tấm da màu nâu sẫm màu Nhìn vào nó rất là cũ kỹ và cong queo Ông Lê đưa qua cho ông cổn Ông ấy nhận lấy rồi khó nhọc lật nó ra Ông Lê cũng bỏ nắm cơm trên tay xuống bên cạnh Rồi cũng đưa mắt nhìn qua Bên trên tấm da dê đó hiện ra những hình vẽ loàng hoàng màu đen có chỗ thì nhô cao có chỗ thì lóm xuống nhìn kỹ đó là miêu tả một khoảng rừng núi chập trùng nơi nào đó hai người nghiên cứu tấm ra một lúc nữa lúc này ông cồn mới ngẩng đầu lên nói tôi rối đầu quá anh lê ạ à. nhìn vào nó tôi cũng chưa nghĩ nơi này là nơi nào chúng ta từ bé đến lớn mấy chục ngọn núi xa gần quanh đây đều có dấu chân của chúng ta rồi ấy vậy mà nhìn vào cái này <laughs> mong là chuyến này không công cốc ông lê cũng nhăn mặt ông cũng đăm chiêu nãy giờ ông thở dài nói lần trước cái lão chủ quán đổi cho chúng ta tấm bản đồ này hắn nói cái này ở phía tây làng chúng ta đi phải không nhỉ ông cồn gật gật đầu sau đó hai người đưa nhau vào suy tư cách đó tầm một tháng ông lê và ông cồn sau một chuyến đi tìm mộ cổ để đào hai người vô tình trúng một ngôi mộ kiếm được một mớ đồ tuấn táng quý hiếm vì trước đây hễ có đồ gì ngon hai người đều cùng nhau đưa ra ngoài bán cho nên khá quen mặt những tay buôn đồ cổ nhưng tên chuyên mua đồ của người chết thế này khi hai người vừa bước vào một ngôi nhà nhìn bên ngoài có vẻ khá cũ kỹ chẳng có gì đáng chú ý nhưng đi qua vài ba gian nhà vào sâu bên trong thì nó lại khác thật ra nơi này chính là một nơi chuyên thu mua đồ của người chết ông chủ của nơi này cũng là một tay khét tiếng về trộm mộ Nhưng sau đó hắn tìm được mối tuần đồ cổ ra ngoài Cho nên hắn đã rửa tay gác kiếm Chuyển qua thu mua từ những người đồng đạo Gian nhà phía trước hắn bày ra để qua mắt người khác mà thôi Bên trong gian sau thì có vô số người đang mua bán đồ của người chết Hai ông cổn và ông Lê đi vào Thì tên chủ đồng từ một góc khuất với đôi mắt cú vỏ Chạy ra đòn đả cười nói Ui cha, hai thượng đế của tôi Lâu quá, cả tháng này mới gặp Chuyến này chắc kiếm được thứ gì khá là ngon rồi có phải không? Nào nào, nhanh nhanh vào trong này chúng ta bàn chuyện làm ăn Thái độ niềm nở và đon đả của lão đồng Từ trước tới giờ đối với hai người đều như vậy cả Vì lão biết người nào mới đem đến nguồn thu nhập vô cùng cao cho lão Dẫn hai người vào một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi Có người đưa nước trà lên tận miệng chưa kịp đợi hai người ngồi ấm chỗ Lão đã luyên thuyền cái miệng tiếp Nào nào Có thu thập được đồ gì lấy ra nhanh đi Hai thượng đế của tôi Ông Lê nhìn qua ông cổn Rồi hai người đổ cái túi đeo sau lưng ông Lê ra Một đống lộn xộn loạn soạn rơi ra Chúng có đủ thể loại Màu sắc và kích cỡ khác nhau Tuy nhiên có nhiều thứ ánh lên màu vàng chói sáng mắt Lão đồng nhìn thấy đống đồ đấy Thì xém nữa nước miếng nhễu cả ra ngoài Cả người ngồi bệt xuống đất Ôm lấy đống đồ vừa đổ ra Chẳng cần biết sạch hay bẩn Hắn ta đưa lên mũi người lấy người để Miệng không ngừng lẩm bẩm Ôi tiền đây rồi Mùi tiền đây rồi Phát quá Phát quá Mãi một lúc sau Sau khi cảm xúc qua đi Lão đồng ngồi lại lên ghế Miệng e hèm mấy cái rồi nói Hàng lần này các anh đưa đến đều là thượng hạng hiếm có Từ khi chúng ta hợp tác làm ăn với nhau đến nay Đây là lần đầu tôi thích được chất lượng tuyệt hảo từ các anh thế này Quả này chắc ăn đậm mộ to chứ gì Ông Lê đang chậm ngâm chưa nói gì Ông cổ đã nhanh miệng liến thoáng lên Nói chung cũng nhờ phước tổ tiên Anh em chúng tôi lần này tìm được một ngôi mộ cũng thu nhập khá Xịt nữa thì mất mạng vì đống đồ này đấy Nghe ông cổn bô bô muốn nói tuẹt ra hết Thì ông Lê giả vờ đằng hắng một tiếng Lúc này ông ấy mới biết ý mà dừng lại Tuy nhiên biểu hiện của hai người cũng không qua mắt được lão đồng Ánh mắt lão liếc qua liếc lại ra vẻ rất mờ ám Lúc sau lão lên tiếng phá vỡ không gian im lặng À thế uh, chuyến hàng này tôi trả cho hai anh giá tiền cao hơn mấy lần trước nghe Hàng lần này tốt, chắc chắn khách hàng rất ưng ý Mà hai anh đợi tôi tí, Lần này có một vị khách từ phương xa đến muốn hợp tác Tôi nghĩ hai người rất hợp Chưa đợi hai người có đồng ý hay không Lão đã chạy nhanh ra ngoài Một lúc sau thì cánh cửa mở ra Một người đàn ông lạ mặt bước vào trong Lão đồng đi theo phía sau Hai người kéo ghế ngồi xuống Người đàn ông vừa mới vào Có đội một cái nón trên đầu Khuôn mặt đen nhẹm Và nhìn hốc hác như người đói ăn vậy ông lê nhìn vào khuôn mặt người đàn ông kia cảm giác làm cho ông giật mình vì đôi mắt của ông ta trông lạnh lẽo vô cùng giống như nó có thể giết chết người vậy ông lê nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác đứng dậy chào hỏi người kia lao đồng lúc này lên tiếng giới thiệu với các anh đây là ông lý ông ấy là người gốc hoa lăn lộn bên này cũng nhiều năm rồi lần này tìm đến đây muốn tìm kiếm một chút đồ cổ đưa về bên sưu tầm Tôi chưa tìm được người thích hợp Thì vừa hay gặp hai anh ở đây Tôi nghĩ hai anh có lẽ là người thích hợp tìm kiếm đồ cho ông Lý đây À, giới thiệu với ông Lý Đây là ông Cổn và ông Lê Là hai người chuyên cung cấp đồ cổ quen thuộc của tôi Ông Lý có yêu cầu gì với đồ cần tìm cứ nói hai người họ Họ có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Tôi cũng rất tin tưởng Người tên Lý lúc này khuôn mặt giãn ra một chút Ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng khi vừa bước vào trong này. Ông ta nhìn qua hai người ông lên một lượt, rồi cất giọng lơ lớ ra nói chuyện với họ. Ngộ qua đây với mục đích tìm được món đồ yêu thích. Các lỵ có được món đồ nào đáng giá thì cứ tìm Ngộ thông qua ông đồng đây. Ngộ không nói dài dòng. Tiền công mấy lỵ muốn bao nhiêu đều có hết. Miễn sao đáp ứng được ánh mắt của Ngộ thì đều có tiền hết người đàn ông tên lý nói xong thì ngồi im đầu cúi cằm xuống dưới đất không lên tiếng nữa lão đồng ngồi bên cũng im lặng không kém chỉ có hai người ông lê là đang nhìn nhau ông cồn thì xì xầm bên tai ông lê sao anh mối này có vẻ ngon nhỉ hay là ta cứ nhận đại đi có đồ ngon thì đưa đến không ngon thì thôi chúng ta cũng chẳng có mất mát cái gì anh ha ông lê đăm chiêu khuôn mặt kinh nghiệm tiếp xúc nhiều thể loại người trong giang hồ khiến cho ông dấy lên một vẻ nghi ngờ đối với người tên Lý này. Ông cảm giác như tên này là một người khá nguy hiểm khi tiếp xúc. Từ trực giác của ông nói lên điều đó, nhưng nguy hiểm từ chỗ nào ông không lý giải được. Sau cùng, lão động phá vỡ sự im lặng đó. "Sao nào anh Lê, hay anh suy nghĩ như thế nào rồi?" Không đợi ông Lê đáp lại, ông cồn đã nhanh nhau nói được chứ chúng tôi đồng ý có gì mà phải sợ có đồ ngon đưa đến đây cho các vị là được chứ gì sau khi nhận được cái gật đầu của ông cồn thì người đàn ông tên lý đang ngồi im bỗng đưa tay vào trong ngực áo mình hắn lấy ra một vật trông giống như da vậy sau đó hắn ném về phía ông lê rồi nói nếu như các anh tìm được nơi trong bản đồ này thì tiền tài cho các anh sinh sống đến mấy đời sau cũng được chỉ cần tìm cho tôi món đồ bên trong đó ông lê nhanh tay giở tấm da vừa nhận được ra bên trong chính là một tấm bản đồ cổ xưa chữ và hình vẽ bên trong đó đã vàng úa theo thời gian nhưng mà chất liệu da tốt nên vẫn giữ được nguyên hiện trạng nhìn vào những dãy đồi núi chập trùng bên trong đó chưa thể nào hình dung được nơi đó là nơi nào chính giữa có đánh dấu vị trí cần tìm bằng một vết khoanh tròn to tướng ông đưa theo thắc mắc của mình quay qua hỏi người tên lý tại sao bao nhiêu người tài giỏi hơn chúng tôi thì ông không giao tấm bản đồ này ra mà lại phải giao cho chúng tôi lỡ may chúng tôi tìm được thứ đồ trong bản đồ này chúng tôi cao chạy xa bay thì sao ông ta nghe ông lê hỏi như vậy thì cười lên một tiếng rồi đáp Tôi biết được nghề trộm mộ cũng có một quy tắc bất thành văn Đó chính là Không có lòng tham Tham quá sẽ gây họa Đồ đạc trong cổ mộ này Một mình các anh có nuốt cũng không xoẻ Và cũng không có ai có thể cho các anh một cái giá tiền đủ để thỏa mãn cả Riêng tôi thì khác Những thứ trong đó tôi đều cần Ông Lê nghe xong cũng chưa yên tâm Nên hỏi thêm một lần nữa Vậy tại sao ông không tìm những người khác nhiều người thì công cuộc tìm kiếm nó sẽ nhanh hơn, và tôi tò mò thứ đồ bên trong là gì mà khiến cho ông mong muốn tìm được nó như vậy. Ông Lý không trả lời mà im lặng ngồi trên ghế, tiếng thở dài của ông ta ai cũng nghe thấy. Một lúc sau ông ta nói: Nơi đó chính là nơi cha tôi mất mạng, nó cũng chính là tâm huyết của cả đời cha tôi tìm kiếm. Cha tôi cũng giống như các anh, cũng thích đi đào trộm mộ giọng ông ta nghẹn đi như sắp khóc vậy mọi người người nói chuyện thêm một lúc thì ông lý rời đi chỉ còn anh em ông lê và lão đồng ngồi đó lúc này ông lê mới lên tiếng hỏi lão đồng tại sao ông lại dẫn ông ta gặp anh em chúng tôi việc đó không thiếu người tài giỏi hơn chúng tôi tôi nghĩ trong chuyện này có khúc mắc gì chăng mà tấm bản đồ này ông đưa cho chúng tôi chúng tôi cũng cần một vị trí cụ thể nếu không thì có thần tiên cũng không thể nào tìm được ra nơi này lão đồng nghe ông lê chất vấn thì lão cười xòa nói chuyện đó thì tại ông ta ưng mắt hai người thôi chứ tôi làm sao mà biết được mà mấy anh cứ yên tâm đi chuyện này chỉ có lợi cho các anh chứ không có thiệt đâu mà lo vị trí trong bản đồ này chính là quanh khu vực các anh hoạt động nó chỉ nằm quanh đó thôi tôi cũng nhiều năm đi tìm mà chưa thể tìm ra nơi đó thôi hai bóng người từ trong căn nhà lụp sụp đi ra hai người này chính là anh em ông lê tấm bản đồ được cất ký trong túi áo hai người nhìn trước ngó sau không có ai để ý rồi mới bắt đầu hòa mình vào dòng người tấp nập phía trước mà rời đi mất quay trở vào trong căn phòng khi nấy hai người ngồi lão đồng sau khi tiến hai người ra đến cửa thì quay vào và đi vào một căn phòng khác bên trong đang ngồi một mình Người này không ai khác chính là người đàn ông tên Lý rời đi lúc trước. Lão Đồng đóng cửa lại bắt đầu nói. Hai người này nếu không tìm được nơi đó nữa thì tôi cũng không biết giới thiệu cho ông ai nữa. Họ cũng đứng đầu những người khá giỏi rồi đấy. Nghe trộm mộ đang dầm mai một đi. Có lẽ ông nên bỏ cuộc đi. Người kia đâm chiêu một lúc rồi nói. Tôi không thể bỏ cuộc được. Cho dù bỏ cả cái mạng này tôi cũng phải tìm ra được cha tôi. Mà anh bố trí người theo dõi họ chưa? Chúng ta cũng nên xuất phát rồi." Lão Đồng vỗ ngực nói. "Rồi rồi, yên tâm đi. Người của tôi làm việc cho ông bao nhiêu vụ rồi mà ông còn không tin tưởng hay sao? Mà có cần phải giết người không vậy? Dạo này những người nhìn thấy tấm bản đồ của ông đều bị giết đi bịt miệng. Tôi sợ trong giới trộm mộ họ phát hiện ra chúng ta giết người sau lưng thì họ giết chúng ta mất." tên kia đáp chuyện này ông yên tâm đi thứ giết chết họ chính là lòng tham vô đáy tôi không có đụng tay chân vào trong đó hai người nhìn nhau sau đó nở ra một nụ cười độc ác trên môi rồi mới rời đi quay trở lại hai người ông lê họ rời đi khỏi nơi sầm uất này đi trên con đường vắng quay trở về làng mình phía sau họ có một bóng đen di chuyển khá nhẹ nhàng bám sát theo họ mà không hay biết quay trở lại khu rừng nơi hai người ông lê đang ngồi nghỉ chân lúc này cách xa họ đang có một đám người cũng đang ẩn mình trong góc khuất theo dõi từng nhất cử nhất động của họ sau khi ăn xong hai người lại lên đường còn đường họ tiến về phía trước lại vô định bởi vì ngay cả ông lê và một người tài giỏi mưu mẹo nhưng cũng chưa hình dung được tấm bản đồ này miêu tả vị trí nào quanh nơi này Hai người cứ thế tiến sâu vào trong những dãy núi trùng điệp trước mắt. Ngày thứ 13 sau khi xuất phát, hai người ông Lê đang đứng trên đỉnh một ngọn núi khá là cao. Từ tối qua đến giờ trời mưa như chút nước, họ phải chui vào trong một cái chiếc hang để trú ẩn. Ngồi bên đống lửa nhâm nhi miếng thịt rừng phơi khô và hai bát rượu bên cạnh, ông Cổn đã ngả ngả say nói. Anh Lê này, đã mười mấy ngày trôi qua mà ngay cả một chút hình bóng của cái cổ mộ cũng chẳng tìm ra Tôi e chuyến này anh em ta công cốc rồi Biệt thế tôi không thèm nhận tấm bản đồ đấy nữa Hay là mai chúng ta tìm một ngôi mộ cổ nào đó Đào ít đồ rồi chúng ta trở về Ông Lê đưa mắt lim dim nói Bỏ cuộc thì không được Chúng ta đã nhận của họ thì phải làm thôi Cứ tìm thêm một thời gian nữa Nếu không được thì chúng ta đành thất hứa với họ thôi cách đó một khoảng không xa một nhóm người cũng đang trú ẩn bên trong một cái hang khác có hai người cũng đang ngồi uống rượu bên một đống lửa xì xầm với nhau hai người này không ai khác chính là lão đồng và người đàn ông tên lý những kẻ này bám theo anh em ông lê nửa tháng nay vẫn không từ bỏ lão đồng nói này ông lý mưa gió thế này nếu như cứ tiếp tục tôi e chúng ta phải bỏ cuộc mất hai tên kia cũng nản lắm rồi đấy Tôi nghĩ họ không thể nào tìm ra được nơi trên bản đồ đâu Tên Lý đưa chén rượu lên miệng định uống Nhưng hắn ta lại đặt xuống rồi nói Nếu không được thì giết Những kẻ nào nhìn thấy tấm bản đồ đó rồi Mà không tìm ra được thì chỉ có một kết cục là chết mà thôi Lão Đồng rùng mình mấy cái Từ khi biết tên này thì lão ta cũng biết bản tính của hắn rồi Tuy nhiên lần nào hắn nói ra chữ chết Thì lão cũng rùng mình nổi ra gà hết Bên ngoài mưa như chút nước Đám đàn em đi theo đứa nào cũng co ro một góc ngủ gà ngủ gật hết cả rồi Phía bên chỗ ông Lê Tự nhiên đêm nay ông cảm thấy khó ngủ vô cùng Cứ nằm xuống là cảm thấy bồn chồn bất an trong lòng Một mình ông rời khỏi chỗ nằm đi ra ngoài cửa Nhìn ra ngoài màn đêm Không gian xung quanh im ắng lạ thường Mưa cũng đã tạnh Mây đen đã tan đi lộ ra bầu trời sáng sủa lộ ra vầng trăng sắp tròn của ngày rằm đột nhiên từ đâu đó vang lên tiếng khỉ hú đâu đó ông lê giật mình một cái rồi đưa mắt nhìn về phía tiếng khỉ vừa phát ra từ xa cách họ một đoạn từng con khỉ đang chuyển từ cành này sang cành khác số lượng hàng trăm con chúng chuyển cành rất có thứ tự cơ thế, một bầy khỉ chuyển từ cây này qua cây khác dần dần rời xa ánh mắt của ông lê nhưng lần này một chuyện khiến ông chú ý hơn theo hướng bảy khỉ đi tới thì phía rất xa có một ánh sáng màu vàng cứ chớp lên rồi tắt đi liên hồi phía bên chỗ ông lê tự nhiên đêm nay ông cảm thấy khó ngủ vô cùng cứ nằm xuống là cảm thấy bồn chồn bất an trong lòng một mình ông rời khỏi chỗ nằm đi ra ngoài cửa hàng nhìn ra ngoài màn đêm không gian xung quanh im ắng lạ thường mưa cũng đã tạnh mây đen đã tan đi lộ ra bầu trời sáng sủa lộ ra vầng trăng sắp tròn của ngày rằm đột nhiên từ đâu đó vang lên tiếng khỉ hú đâu đó ông lê giật mình một cái rồi đưa mắt nhìn về phía tiếng khỉ vừa phát ra từ xa cách họ một đoạn từng con khỉ đang chuyển từ cành này sang cành khác số lượng hàng trăm con chúng chuyển cành rất có thứ tự cứ thế một bầy khỉ chuyển từ cây này qua cây khác dần dần rời xa ánh mắt của ông Lê. Nhưng lần này một chuyện khiến ông chú ý hơn. Theo hướng bầy khỉ đi tới thì phía rất xa có một ánh sáng màu vàng cứ chớp lên rồi tắt đi liên hồi. Ông Lê nhớ rõ khi nấy ông ra ngoài hàng thì không thấy ánh sáng đấy. Nghĩa là bây giờ nó mới xuất hiện và bầy khỉ đang đi xa dần chỗ ông. Khi nhìn thấy ánh sáng đó thì chúng như phát điên vậy. Chúng hú hét nhau nhiều hơn và càng ngày càng tăng tốc về phía ánh sáng phát ra hơn. Ông Lê đứng nhìn một lúc nữa, xác định được phương hướng đó rồi mới quay vào chỗ cột đang nằm. Này này, này này, dậy. Dậy, có chuyện này ra mà xem. Ông Cồn mắt nhắm mắt mở nhưng cũng bật nhanh dậy đi theo ông Lê ra miệng hang. Theo tay ông Lê chỉ, ông ấy cũng nhìn thấy dị tượng. Miệng ông ta há to, tay run run chỉ về ánh sáng nhấp nháy. Mãi sau mới lắp bắp Cái, cái, cái đó có khi nào là kho báu không? Ông Lê đứng bên cạnh cũng không biết đó là cái gì Ông bèn nói Hay là chúng ta tiến tới hướng đó xem sao Biết đầu đó chính là thứ chúng ta đang tìm kiếm Nói rồi Hai người nhanh chóng quay vào trong hang thu dọn đồ đạc Rồi rời đi Phía bên đám láo đồng Một tên đàn em đứng gác cũng phát hiện ra điều đó chúng cũng theo dõi từng nhất cử nhất động phía bên ông lê khi vừa nhìn thấy hai người rời đi chúng cũng bám theo phía sau không ngừng khi đợi đi được một đoạn bỗng nhiên ông lê túm vai ông cổn dừng lại kéo vào một góc khuất bởi vì lúc nãy ông rõ ràng nghe được một tiếng động rất mạnh từ phía trước cách đó không xa thứ đó giống như là tiếng chân người đi trên đất vậy nghe có vẻ là rất đông người ông cổn cũng lắng tai sau khi xác nhận phía trước có người hai người lúc này tỏ ra mơ hồ vô cùng đoạn đường núi này từ xưa tới nay họ chưa đặt chân đến bao giờ nhưng nghe đồn từ các bậc cao niên chuyển lại nơi này chẳng thể nào có người sống ở đây được có chăng cũng một vài người làm nghề như tụi ông lê thì còn lui tới nhưng nơi này chẳng có gì đáng giá thì người đến đây làm gì một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông cộn ông nói hay là có người khác cũng tìm kiếm cái mộ cổ trong bản đồ như chúng ta Hay là thằng cha đó nó bán đứng chúng ta với anh Lê Có khi nào hắn ta chép ra vài bản chép tay Rồi giao cho người khác không anh Lê Ông Lê đứng bên cạnh đăm chiêu không nói năng gì cả Ông nói khẽ Cứ đi về phía trước xem sao Nếu có người thì cũng không tránh khỏi chạm mặt nhau Nói rồi ông đi về phía trước Ông cổn đi sau phía xa đám lao động cũng tiến theo chân họ khi hai người vừa đi qua một khu vực trũng của dây núi vừa hai phía trước nhìn thấy một đoàn người đang tiến thẳng về phía họ mà kinh dị hơn đám người đó đạp chân trên ngọn cỏ mà bước đi trông như người giấy vậy ông còn thấy vậy sợ mất mật ngồi thụp xuống dưới đất miệng lắp bắp nói không ra lời tay chỉ về phía trước ma 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 Tiếng của ông cồn tuy không to Nhưng giữa màn đêm tĩnh lặng thế này Cũng khá là vang vọng Ông Lê nhìn thấy liền nhận ra Đó là đám oan hồn Miệng buộc thốt lên Quỷ mượn đường Biết mình lỡ lời Nhận thấy tình hình chẳng ổn Nên vội vàng bịt miệng ông ấy lại Kéo vào một bụi rậm gần đó nói khẽ Im lặng Tuyệt đối không được lên tiếng Nếu như anh lên tiếng lúc này thì chúng ta bỏ mạng ở nơi này mất ông cồn nghe xong thì mặt mày tái mét trắng bệch như không còn giọt máu nào vậy ông ta khẽ lắp bắp sao sao mà nguy hiểm vậy anh lê quỷ mượn đường mà anh nói là cái gì ông lê nhìn đám người đang từ từ tiến dần về phía hai người khé nói khi nào tôi nói anh nín thở thì phải nín thở nghe chưa nếu không có mười cái mạng cũng không sống được tí nữa tôi sẽ giải thích cho anh nghe khi đám oan hồn đó chỉ cách bọn họ vài bước chân nữa Thì ông Lê ra dấu cho ông cổ nín thở lại Hai người phùng má trợn mắt nín thở Đợi đám oan hồn kia đi qua Còn phía sau họ Đám người lao đồng đi theo Khi nhìn thấy đám oan hồn đó đi đến Tên Lý lấy trong người hắn ra một chiếc túi trong suốt Bên trong có thứ chất lỏng gì đó màu đen Chỉ thấy ông ta cắt một góc đáy Rồi ném mạnh ra xa cách họ một đoạn Thứ chất lỏng bên trong rơi ra Tạo ra một mùi tanh nồng hôi hám Sau đó Ông ta ra dấu cho đám người của mình Tiến về phía trước Hai người ông Lê Sau khi thấy đám oan hồn kia đi qua Vội vàng hít lấy hít để Sau đó co giò chạy thục mạng về phía trước Lúc này đám lão đồng cũng vừa xuất hiện Lão đồng quay qua hỏi tên Lý Cái thứ mà anh ném vừa rồi là cái gì vậy? Mà cái đám người đó là cái gì vậy Chỉ thấy tên người Hoa nói Đó là máu chó Và một số thuốc bột do tôi pha chế Tôi cũng lường trước được Sẽ gặp một bài hiện tượng linh dị Cho nên chuẩn bị trước Còn đám người vừa qua chính là quỷ mượn đường Chắc chắn ngày xưa nơi này Đã xảy ra chiến tranh loạn lạc Hay là gì đó Cho nên mới xuất hiện quỷ mượn đường như thế này Thôi đuổi theo hai người kia Nhanh đi ông lê và ông cồn nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng vàng đang chớp sáng liên tục kia mà tiến tới đến khi trời gần sáng thì đột nhiên thứ ánh sáng đó tắt ngấm mất ông lê nói thứ này lại tắt rồi chúng ta lăn lộn nơi này nửa tháng mới gặp nó tôi nghĩ chắc chắn nó có liên hệ với trăng tròn chúng ta tạm thời tìm một nơi nghỉ ngơi đợi trời tối rồi tính tiếp đêm đấy đúng như dự đoán của ông lê khi gần tới nửa đêm ánh sáng vàng kia lại xuất hiện hai người vội vàng rời khỏi nơi nghỉ tạm thẳng hướng ánh sáng kia mà chạy đám khỉ rừng tối hôm qua chạy trước hôm nay chẳng còn động tính gì nữa khi gần sáng thì hai người cũng đã đi đến được nơi phát ra ánh sáng kia đó là một vách núi nằm giữa một vực sâu không thấy đáy xung quanh thì được bao bọc bởi sương mù dày đặc nhìn như thế nào thì cũng không tìm được đường đi qua vách núi kia cả Ông cồn thở dài oán trách nói Tưởng là tìm được rồi Không ngờ lại không phải Cái thứ chết tiệt làm anh em mình mất thời gian quá Tuy nhiên ông Lê lại không nghĩ vậy Ông nói Tôi thấy hình như chúng ta tìm đến rồi Trong tấm bản đồ không phải đánh dấu tô đen Là một hình dạng giống ngọn núi hay sao Nói xong, ông vội lấy tấm bản đồ nhét ở ngực áo ra nhìn. Ánh mắt đăm chiêu nhìn lên vách núi Xong rồi lại nhìn vào tấm bản đồ Ông cổn thì cứ đứng một bên lẩm bẩm oán trách láo đồng Đưa tấm bản đồ chết tiệt gì không biết Ông Lê cứ đi qua đi lại bên mép vực Chẳng hiểu đang làm chuyện gì Sau cùng tự nhiên ông lại đưa tấm da kia lên trên trước mắt Xem có gì không Điều bất ngờ đã xảy ra Khi vừa tiếp xúc với ánh trăng Phía sau mặt tấm bản đồ chợt hiện ra vài chữ mờ mờ Ông Lê kêu lên Cốn cốn Lại đây mà xem Ông cổn nghe giọng ông Lê mừng rỡ Nên cũng chạy lại Ông Lê nói Anh nhìn xem đây là cái gì Đây là cái gì Ông cổn khẽ lẩm bẩm Đêm rằm trăng sáng soi lối Mọi thứ hòa mỹ trước mắt chỉ là giả dạ dối mà thôi Người có tài ắt sẽ được đền đáp Kẻ tham nam thì sẽ chôn thay nơi vực hoang Đọc xong những chữ đó Hai người đều nhìn nhau Cả hai người học ít cho nên chỉ biết đọc Nhưng ý nghĩa trong đó họ vẫn chưa hiểu rõ lắm Ông Lê suy nghĩ một lúc nói Câu đầu tiên tôi nghĩ chắc chắn nó có liên quan đến cách đi vào ngọn núi kia Chúng ta cứ chờ thử xem sao Dù gì thì ngày mai cũng mới là ngày rằm Ông Cổn gật đầu Sau đó hai người tìm một nơi kín đáo nghỉ ngơi lấy sức Đám người lao động lúc này giống như bắt được vàng vậy Tên Lý nhìn thấy đã tìm được nơi mà bao nhiêu năm nay hắn luôn mong ước Thì vui mừng khôn xiết Đợi khi đám người của lão đồng ổn định Thì một mình ông ta tìm một nơi kín đáo Lấy trong người ra một con dao nhỏ Sau đó cắt một đường trên bàn tay cho máu nhỏ xuống đất Trên miệng ông ta không ngừng lẩm bẩm những câu nói mà không ai hiểu được Đợi cho đến khi mặt ông ta trắng bạch vì mất máu thì mới dừng lại Miệng ông ta lẩm bẩm Mong là các người làm tốt việc này Nói xong ông ta băng bó vết thương ở tay lại Nhìn vũng máu ở dưới đất rồi quay người rời đi Một lúc sau từ trong vũng máu bắt đầu có thứ gì đó lúc nhúc muốn bỏ ra khỏi đó Rồi từng cái đầu đen xì bỏ ra Chúng chẳng khác gì những con bò cạp máu vậy Chẳng biết qua bao lâu Số bò cạp đấy số lượng lên đến hàng trăm con Chúng bỏ ra khỏi vũng máu rồi chia nhau tản vào trong rừng mất dạng. Lúc này vũng máu đã không còn sót lại chút nào nữa. Một ngày trôi qua nhanh chóng. Đến tối ngày hôm sau, khi mặt trăng vừa lên ngay đỉnh đầu, hai người ông Lê đã đứng từ lâu bên mép vực. Đám sương mù dưới vực đang từ từ tụt lùi xuống dưới. Ông cổ nhìn thấy vậy thì vui mừng nhảy cẫng lên. Anh Lê xem này, sương mù đang rút xuống này, đúng là anh dự đoán như thần Hai người đứng không nói thêm gì nữa Cho đến gần nửa đêm Từng cơn gió mạnh từ trên đỉnh vách núi trước mặt thổi xuống dưới Xua tan đi những đám sương mù còn sót lại Lúc này một cái cầu nhỏ hiện ra cách mép vực một đoạn Lần này không ai bảo ai Hai người ông Lê nhanh chóng lần mò theo từng bậc thang được đục trên vách đá đi xuống dưới Đám người lao đồng cũng đi theo sát nút khi hai người đi qua được đến bên vách núi thì họ mới phát hiện ra đây là một cửa hang động ánh sáng vàng phát ra chính là từ trong hang phát ra hai người nhìn nhau nhìn thấy ánh mắt kiên quyết từ trong mắt đối phương họ liền cùng nhau bước vào bên trong chiếc hang đó con đường hang khá ẩm ướt khó di chuyển vô cùng đi được một đoạn thì họ tới một nơi như căn phòng có vẻ rất lớn chưa biết nên đi theo hướng nào thì đột nhiên ánh sáng bừng lên nhìn qua đó là những cây đuốc được cắm trên vách tường gần đó khiến cho hai người ông lê giật mình khung cảnh trong này hiện ra trước mắt hai người phía trước đó một đoạn có một đài khá cao được kép bằng những viên đá vuông vắn bên trên đó đặt một hàng dài thứ gì đó hai người chưa vội tiến đến đưa mắt nhìn khắp xung quanh phía sau có một cánh cửa thông đi một chỗ khác ông cổn bảo gan tiến đến gần chiếc đài kia xem cho rõ ông lê cũng bước theo khi hai người vừa đặt chân lên bậc thang đi lên đài cao thì bất chợt một tiếng két két vang lên cả cái bậc thang đá nhẹ rung lên rồi bất chợt từ hai bên xuất hiện một cái cửa ngầm ông lê thấy vậy vội kéo ông cổn nhảy lùi về phía sau phòng bị từ trong hai cánh cửa ngầm vừa xuất hiện kia hai cái đầu dần dần nhô lên đó là hai khuôn mặt quỷ vô cùng kinh khủng chúng được tạc bằng đá há thứ gì đó thân tỷ lệ giống con người trong hai hốc mắt có hai chấm đỏ lóe lên rồi tắt liên hồi chính giữa bụng có khắc một hình thù kỳ lạ hai người cứ thế đứng quan sát thứ vừa xuất hiện thật lâu mãi sau không thấy động tĩnh gì ông cổn lại đi lên trước khi đi ngang qua bức tượng chẳng hiểu vì sao ông ta lại đưa tay khẽ chạm vào một cái đột nhiên một giọng nói âm u vang lên kẻ nào xâm phạm vào phong ấn này vĩnh viễn chôn thân nơi này tiếng nói vừa dứt thì hai pho tượng tự động quy mặt đối diện vào nhau từ trong bốn hốc mắt đỏ lẻ kia có những con vật màu đen nhỏ như kiến đang từ từ bỏ ra mới đầu chỉ là vài chục con ông cổn dùng chân dậm chết chúng đám phía sau như phát điên khi người thấy mùi xác thịt của đồng loại từ trong bốn hốc mắt hàng chục ngàn con ùa ra ông lê thấy vậy kêu lên chạy lên trên kia chúng ta đụng phải bẫy rồi nhanh đi đây là kiến ăn thịt người nhanh đi lúc nãy ông cũng thấy đám kiến này nhưng chưa nhớ ra là đã được xem ở đâu nhưng khi thấy chúng điên lên vì đồng loại chết thì ông sực nhớ ra Hai người chạy lên đỉnh đài cao, đám kiến bò đen ngòm theo phía sau. Khi lên đến bên trên, họ mới nhận ra thứ được xếp chồng trên này chính là những chiếc quan tài màu đen. Chúng nằm liền kề nhau, cho nên đứng phía dưới nhìn lên chẳng phân biệt được đó là thứ gì. Bên trong quan tài bắt đầu rung lắc dữ rồi, giống như có thứ gì đó đang muốn phá tan những tấm gỗ để chui ra ngoài vậy. Hai người tái mặt, ông còn sợ quá lắp bắp hỏi ông Lê: anh anh đây ơi bây giờ chúng ta phải làm sao đây tôi, tôi tôi sợ quá ông lê cũng khiếp sợ không thôi nhìn thấy những chiếc quan tài càng rung lắc dữ rồi ông liền kéo ông cồn chạy theo hướng cánh cửa phía sau kia khi hai người chạy khuất đám người lao động cũng đi vào bên trong tên lý lẩm bẩm đọc chú trên miệng đám bò cạp màu đen tối qua hắn dùng máu gọi đến đột nhiên xuất hiện chẳng chịt phía sau bọn họ rồi chúng nhanh chóng tràn vào bên trong rồi lao đến đám kiến đang bỏ ra kia đám kiến nhanh chóng bị bỏ cạp giết sạch bọn họ đi đến bên những chiếc quan tài phía trên tên lý nhìn thấy thì nở ra một nụ cười mãn nguyện đám lão đồng thì khiếp sợ vì đến bây giờ lão ta mới biết tên lý còn có năng lực nuôi đồng trùng một tên đi theo lão đồng tò mò nên đưa tay chạm vào chiếc quan tài ngay bên cạnh tên lý vừa thấy liền hét lên không được đụng vào nhưng rất tiếc lời nói của hắn đã chậm một nhịp tên kia tay đã chạm vào trên quan tài sau đó hắn nghe tên đồng hét lên nên vội thụt tay lại miệng hắn cảm rằng, làm cái gì mà hét ghê vậy đụng vào thì có vấn đề gì đâu hắn vừa nói xong thì đôi mắt trợn tròn lên trong mắt đang bình thường bỗng chuyển thành màu trắng Mấy người đứng cạnh hắn ta sợ quá Giạt qua một bên Tên kia sau một lúc đứng im Thì bỗng cử động Cả người hắn cứng ngắc như là một con rối vậy Bỗng một giọng nói ồm ồm vang lên từ miệng của hắn Đã bao lâu rồi Đã bao lâu rồi Lại có mấy con mồi đưa tới miệng Lần trước không hút được Mấy cái linh hồn béo bở kia Lần này thì các ngươi đừng mong ra khỏi đây Nói xong hắn còn đưa chiếc lưỡi ra liếm quanh miệng Trông kinh dị vô cùng Lúc này lão đồng và đám đàn em còn lại Lùi dần về phía sau Lão run bẩn bật Đi đến bên cạnh tên Lý run run nói Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Nó nó bị làm sao vậy ông Lý Tên Lý nhìn chằm chằm vào cái người Đang tiến chậm chạp về phía bọn họ Rồi nói Hắn bị nhập xác rồi Linh hồn bị bắt rồi đây có thể chính là linh hồn ác quỷ bị giam cầm bên trong này tôi đã nói rồi tốt nhất không nên đụng chạm vào bất cứ thứ gì trong đó đi đi ra phía sau hắn chắc chắn không thể chạy ra khỏi cái đài này đây chính là một kết giới mà các pháp sư trước đây bay ra nơi này có thể giam giữ linh hồn ác quỷ cũng là nơi giết chết những kẻ muốn thả ra những linh hồn này đám người lão đồng nghe xong liền tái mặt không ai bảo ai Họ liền chạy xuống khỏi đài cao Nhưng tên đi đầu tiên chưa chạy được mấy bước Bỗng cả người hắn đổ ập xuống Nằm im trên bậc thang Không cựa quậy gì nữa Tên lý nhìn thấy thế hét lên Không ổn rồi Nơi này được thiết kế theo trận pháp Nếu chạy loạn chỉ có chết mà thôi Không ngờ trước đây những pháp sư còn bày ra thế trận này Các người muốn sống thì đi theo sau tôi Không được bước lệch bước nào hết Nói xong hắn ta lấy ra một chiếc la bàn nhỏ đặt trên bàn tay miệng không ngừng niệm chú chiếc kim la bàn quay liên tục sau đó hắn đi theo hướng chiếc kim la bàn đám người lao động vội vàng theo sau bọn chúng lúc này mặt cắt không còn giọt máu nào rồi sau một lúc loay hoay thì cả đám cũng đã rời khỏi được đài cao kia còn tên bị bắt hồn kia đang đưa đôi mắt trắng giá nhìn theo bọn họ rồi đi ra phía sau đúng như lời tên lý nói hắn chỉ quanh quẩn trên đài cao đó mà thôi quay lại với hai người ông lê sau khi đi vào cái cánh phía sau đài cao hai người liền chìm vào trong bóng tối chỉ cảm giác được đây lại là một con đường hầm dài thăm thẳm lạnh ngắt trong bóng đêm hai người ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu xộc thẳng lên mũi ông lê vội vàng lấy trong túi áo ra cây đuốc đã làm từ tối qua ra ông cồn vội vàng đánh lửa lên khi ánh đuốc vừa bùng cháy lên trước mắt hai người liền hiện ra một con đường hầm dài hun hút và trên đó còn có một số bộ xương người nằm rải rác trên mặt đất thầy đã tìm đến đây rồi mà quay ra thì không yên lòng hai người tiếp tục đi sâu vào phía trong khi hai người vừa bước qua những bộ xương đầu tiên thì có một tiếng động vọng lại từ phía sau vì xa quá nên chẳng nhìn rõ đó là thứ gì Hai người vội vàng kéo nhau chạy sâu vào bên trong hơn. Sau một hồi chạy, thì họ lại bước vào một căn phòng đá khác, ánh đuốc lại tự động thắp sáng lên. Căn phòng này lớn gấp mấy lần căn phòng trước đó. Phía trước mặt cũng có một thạch đài khá là cao. Nếu nhìn từ bên dưới lên thì không thể nào thấy được trên đỉnh đài có thứ gì. Xung quanh đài cao đặt bốn cây cột bằng đá có khắc chạm hình rồng phượng và những ký tự vô cùng lạ mắt. Bốn phía xung quanh căn phòng đá còn treo những tấm vải màu vàng, bên trên vẽ loàng hoàng những chữ màu đen. Nhìn vào những thứ đó, ông Lê nói. Hình như nơi này là nơi giam giữ một thứ gì đó rất ghê gớm. Tất cả những thứ này đều liên quan đến pháp trận và bùa chú cả. Tôi e rằng chuyến đi này chúng ta bị lừa mất rồi. Ông Lê vừa nói xong thì có tiếng vỗ tay bùm bốp vang lên phía sau lưng hai người, kèm theo tiếng khen ngợi đúng là trong một ngàn người thì cũng có một nhân tài không ngờ nhìn vào những thứ này mà ông có thể đoán được trong này có thứ gì đó rồi hai người ông lê giật mình quay lại dưới ánh sáng của đuốc họ nhanh chóng nhận ra đó là đám lão đồng và tên người hoa lý kia ông cồn kêu lên tại sao các người lại ở đây hả chuyện này là thế nào ông ta đang định nói gì nữa thì ông lê vỗ vai kéo lui lại phía sau rồi ông nói các người đi theo chúng tôi từ khi chúng tôi mới xuất phát có phải không mục đích của mấy người là thứ gì trên đài cao kia ư lần này tên họ lý đi lên nói đúng tất cả những gì anh nói đều đúng mục đích của tôi đưa tấm bản đồ ra chính là cho những người như các anh tìm kiếm nơi này chính là nơi cất giấu kho báu của một triều đại xa xưa ông nội tôi đến cả cha tôi đều đã dành hết cuộc đời đi tìm nó nhưng không ngờ đều bỏ mạng nơi rừng sâu Đến đời tôi thì lại tìm được Tổ tiên trên cao phù hộ cho con Ông còn tức quá hét lên Nhưng đây là công sức của anh em bọn tôi Các ông không có quyền trong chuyện này Tên Lý lại nói Cứ thử xem ai có quyền trong chuyện này Đám người của lão đồng đi lên phía trước Khuôn mặt chúng hầm hầm sẵn sàng giết người Lão đồng nhìn về ông Lê Anh nay nói Chuyện này thật ra thì... Nói đến đó ông ta ấp úng không nói được điều gì nữa Khuôn mặt cúi gập xuống dưới đất Tên Lý nói Ngoan ngoãn đi theo tôi đi Lấy được của cải tôi sẽ phân chia cho các anh một ít đủ sống trọn đời Không thì bây giờ Hai người có thể đi ra ngoài hang trước kia Ở ngoài đó đang có đám kiến ăn thịt người chờ sẵn rồi Nghe hắn ta nói vậy Ông Lê thở dài nói Được rồi nếu như không phải của riêng ai thì coi như chuyến này anh em chúng tôi công cốc vậy chúng tôi đi theo ông nói rồi ông kéo ông cồn đi ra phía sau đám người kia tên lý lúc này mới mỉm cười sau đó hắn dẫn đầu đi lên trên đài cao kia vì sợ hai anh em ông lê dở trò nên lúc đi lên đám đàn em của lão đồng để cho hai người vào giữa đoàn hai tên đi sau cùng canh chừng một lúc sau thì đám người đi lên đến đỉnh đài cao trong này nhưng thứ đập vào mắt họ không phải là vàng bạc châu báu gì cả chính giữa đài cao có đặt một chiếc quan tài vô cùng kinh dị nó có một màu đỏ như màu máu vậy và đặc biệt hình như nó không có nắp đậy nhìn vào đó một lúc ai cũng hoa mắt chóng mặt giống như trên chiếc quan tài đấy không phải là vật chết mà chính là có những con gì đó đang di chuyển vậy tên họ lý sau một lúc thất thần thì miệng hắn kêu lên Không, không thể nào Tại sao lại là thứ này Không thể nào Tại sao, tại sao Lời nói của hắn có vẻ khá kích động Ông Lê hét lên Có chuyện gì Tiếng hét của ông ấy đánh thức lại lý trí của tên họ Lý Trên người hắn lúc này mồ hôi đổ ra như suối Tay chân run bần bật Hắn đi chậm chậm đến bên cạnh chiếc quan tài Thấy thế anh em ông Lê cũng đi theo phía sau hắn Đám đàn em và lão đồng đứng im tại chỗ Tên Lý đi đến bên cạnh quan tài Hắn đi lên bậc tam cấp rồi nhìn vào chiếc quan tài một cái Ông Lê đi sau chỉ thấy hắn vừa nhìn vào quan tài Thì hai chân khủy xuống dưới nền Giống như đang quỷ lại vậy Miệng ông ta không ngừng lẩm bẩm điều gì đó Giống như đang cầu xin vậy Cả người mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo Rốt cuộc bên trong quan tài có chứa thứ gì Mà khiến cho tên họ Lý cao cao tại thượng Đột nhiên ngoan ngoãn như một đứa bé như vậy Ông lên bạo gan đi đến bên quan tài Chần chừ một lúc thì ông đưa mắt ngó vào Lúc này tên họ Lý phát hiện nên quát lên Đừng có nhìn vào đó Nhưng rất tiếc mọi chuyện đã muộn Ông Lê nhìn vào bên trong quan tài Bên trong chính nằn Một người đàn ông Râu tóc bạc phơ khuôn mặt hồng hào như đang ngủ vậy Tuy nhiên điều kinh sĩ lại diễn ra Ông Lê nhìn thấy móng tay của người này đang dần dần dài ra Đôi mắt đột nhiên mở trừng ra một cái Khiến cho ông Lê sợ quá ngã bật ra phía sau May mà ông còn dơ kịp Cùng lúc đó thì có tiếng hét thất thành phía sau vang lên Cứu tôi với Ông Lê quay lại nhìn Thì chỉ thấy một tên đàn ông của lão đồng Đang dùng tay không đâm xuyên qua ngực một tên đồng bọn của hắn sau đó móc quả tim đang đập thỉnh thịch ra rồi quỳ xuống hét to pháp sư sống dậy xin mời người dùng bữa đôi mắt của hắn hiện lên màu đỏ từng cử chỉ chẳng khác nào một con rối vậy đám người còn lại sợ quá thụt lại phía sau nhưng chuyện chưa dừng lại chiếc quan tài phía sau họ đột nhiên rung lên bật bật tạo ra tiếng lạch cạch với nền đất Tên họ lý thấy vậy thì lật đật đứng dậy Hắn quẹt vội mồ hôi trên trán rồi hét to lên Chạy nhanh đi Hắn chính là một tên pháp sư tà ác tồn tại mấy trăm năm trước Không ngờ chúng ta bước vào đây phá vỡ cấm chế giam giữ hắn Bây giờ hắn sống dậy rồi Không chạy nhanh chỉ có chôn thân nơi đây Nói xong hắn lao nhanh qua người ông Lê và ông Cổn rồi chạy xuống dưới Lão Đồng thấy vậy cũng chạy theo sát nút đám đàn em và anh em ông lê thấy vậy cũng vội chạy theo chỉ còn tên vừa giết người thì từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh quan tài rồi thả quả tim vào miệng người đang nằm trong quan tài kia hắn ta đột nhiên há miệng rồi cắn lấy quả tim máu từ trong đó bắn ra cả khuôn mặt hắn cảnh này càng khiến cho khuôn mặt hắn kinh dị hơn sau khi hắn ăn hết quả tim thì khuôn mặt lại hồng hào hơn một chút nhưng dường như chưa đủ nên vẫn chép miệng Tên này hiểu ý liền đứng dậy Đuổi theo đám người vừa chạy xuống dưới đài kia Đám người ông Lê vừa chạy đến bên miệng đường hang Thì đột nhiên một cánh cửa đá sập xuống Bít kín lối chạy ra ngoài của họ Tên Lý lúc này mặt cắt không còn giọt máu nào Hắn lẩm bẩm Chết rồi Chuyện này coi như chết thật rồi Bỏ mạng tại nơi này rồi Đám đàn em đi theo thấy tên kia đuổi tới có một tên trong đó như phát điên Đột nhiên lao lên rồi hét lớn Mày trả mạng em tao lại đây Nói rồi hắn ta đánh nhau với tên kia Nhưng không ngờ tên kia ngày thường yếu ớt Nhưng chẳng hiểu bây giờ vì sao Lại nhanh nhẹn và khỏe mạnh vô cùng Đám đàn em còn lại thấy người vừa lao lên yếu thế Liền kéo nhau lên hội đồng Chỉ có điều chuyện đó chẳng thay đổi được cục diện Họ nhanh chóng bị tên kia đánh cho nằm lăn ở đất, một người né không kịp bị hắn móc tim mất. Tên họ Lý lúc này hét lên. "Nhanh ngăn hắn lại, không được để hắn đem tim người lên cho lão pháp sư kia, nếu không hắn sẽ được tiếp thêm sức mạnh, đại cao này không giữ được hắn lâu đâu." Anh em ông Lê nghe thấy vậy cũng lao lên giúp sức, ấy thế mà gần 10 người không thể nào vật được hắn ta. Tên họ Lý lao lên trên tay hắn cầm theo một con dao găm màu đen Bên trên chạm chỗ vô cùng tinh xảo Hắn hét Giữ chặt hắn lại Tôi sẽ kết liễu hắn Đám người kia cố hết sức giữ tên phát điên kia lại Tên họ lý lao lên Đâm một dao vào tim hắn ta Chỉ thấy hắn há miệng to Hét lên một tiếng vô cùng chói tai Ánh mắt dần chuyển về trạng thái bình thường Trong miệng hắn bay ra một luồng khói đen rồi nó lao nhanh về một người gần đó. Tên họ Lý nhanh tay dùng con dao chém mạnh một cái, đám khói đen bị chém ra làm hai. Từ bên trong hiện ra một khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hắn hét lên. "Chủ nhân, cứu tôi với, cứu tôi với chủ nhân." Tiếng nói vừa dứt, từ bên trên đài cao có tiếng ồm ồm vang lên, nghe âm u và lạnh lẽo vô cùng. "Kẻ nào giết chết nô lệ của ta?" thì sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của ta. Thế gian này, chuẩn bị chào đón ta quay trở lại đi. Lúc này mọi người đều hướng ánh mắt nhìn lên trên đài cao đó, chẳng biết từ khi nào, đã đúng một người ở đó. Ông Lê và tên Lý nhanh chóng nhận ra, đó chính là người vừa nãy nằm ở trong quan tài. Tuy nhiên, hắn lại không bước xuống dưới này, tên Lý kêu lên. Hắn đang bị cấm chế giam cầm nhanh chóng mở cửa căn hầm này đi ra ngoài Nếu không, hắn cùng hồi phục thì cấm chế không tài nào giữ được hắn Đám người đi đến bên cạnh cánh cửa hợp sức đẩy ra Ông Lê dùng cuốc đào đem theo, gó mạnh và tấm đá Chỉ thấy âm thanh phát ra vô cùng chói tai và âm trầm Chứng tỏ viên đá này rất to và nặng nề Ông cổn đứng bên cạnh lo sợ luôn miệng hỏi Làm sao đây anh Lê? Làm sao đây anh Lê? Trên đài cao người kia vẫn đứng nhìn chằm chằm vào đám người miệng hắn cười méo sạch qua một bên nhìn đám người dưới này đang cuống quýt tìm đường thoát thân hắn lại bật ra một giọng cười ghê rợn rồi nói không có chuyện vào dây rồi thoát ra được đâu ngoan ngoãn cống hiến linh hồn cho ta đi cũng đã đến lúc rồi hắn vừa nói vừa bước tới giống như muốn đi xuống dưới đài nhưng chân vừa bước tới ranh giới bậc tam cấp thì một luồng ánh sáng vô hình hiện ra ngăn cản lấy hắn hắn bị đẩy lùi về sau một bước sau đó hắn đưa tay ra phía trước ánh sáng vô hình lại hiện ra đánh mạnh vào tay hắn hắn mỉm cười nhìn chằm chằm vào không trung nói thứ pháp trận rách nát này sẽ không ngăn cản được bước chân của ta đâu uổng công các người hy sinh mạng sống dứt lời thì hắn ngồi xuống chắp giống như niệm kinh vậy từ trên người hắn từng làn khói đen thoát ra, từng khuôn mặt gào thét ẩn hiện trong làn khói đen đấy. Lúc này tên họ Lý thấy tình hình không ổn liền nói: "Nhất định phải tìm được đường ra khác, nếu không chúng ta chôn xác ở nơi này, linh hồn bị hắn nuốt trọn, vĩnh viễn không được siêu sinh." Ông Lê hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm sao?" "Đã chung thuyền rồi thì ông nói toẹt ra đi, đừng có úp úp mà mở nữa." Lúc này tên họ Lý thở dài nói: <laughs> thật ra ông nội và cha tôi đều là pháp sư sau đó nghề này càng ngày càng mai một cho nên họ đành làm nghề phụ chính là đào trộm mộ trong một lần ông tôi vô tình phát hiện ra cổ mộ này ông ấy vẽ ra bản đồ giao lại cho cha tôi sau đó một mình xông vào những tưởng được đổi đời không ngờ lại gặp được tên này vốn dĩ ông tôi có khả năng thoát đi được nơi này nhưng ông lại chọn hy sinh bản thân để dùng máu thịt của mình phong ấn tên này thêm mấy chục năm nữa Cha tôi bị thương ông ấy cho nên lần nữa đi tìm Nhưng đội ông ấy cũng bỏ mạng mà không một chút tin tức Đến đời tôi thì mọi tung tích về mộ cổ này đều là con số không Thế cho nên tôi mới đưa nó ra Nhờ những người như các anh tìm kiếm nơi này Ước nguyện của tôi chính là muốn đưa được thi thể của ông và cha tôi về quê cha đất tổ mà Nhưng có vẻ điều ấy quá xa vời Hắn đã thức tỉnh với một người nửa vời như tôi Thì chỉ có bỏ mạng nơi này mất thôi Nếu chúng ta tìm được một con đường khác Trước khi hắn giải phóng xong đám âm hồn kia Phá bỏ cấm chế ra ngoài Nghe hắn nói xong Mọi người còn lại ai nấy đều khẩn trương lên Họ chia nhau đi tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng này Hy vọng sẽ tìm ra được một cánh cửa ngầm ở đâu đó Một lúc sau mọi người dồn lại Ai cũng lắc đầu chán nản Bất chợt căn phòng đung lên dữ rồi từng viên đá nhỏ ở trên trần rơi xuống lã chã tên họ lý thất thế kêu lên thất thanh thôi chết rồi không ổn rồi hắn muốn phá vỡ phòng ấn ra ngoài rồi không biết phòng ấn này chịu đựng được đến khi nào ông lê mắt đượm buồn đưa đôi mắt nhìn xa xăm miệng khẽ lẩm bẩm mình ơi con ơi tôi xin lỗi hai người đời này tôi có lỗi với mẹ con mình Tiếng đung lắc của căn phòng đá ngày càng mạnh hơn Từng viên đá to rơi xuống khiến cho không gian căn phòng bụi bặm vô cùng Đám người tụ lại một chỗ Ông Lê lấy ra tấm ván trong túi mình ra bỏ lên trên đầu Tránh cho đá rơi vào đầu Khi mà mọi người buông bỏ hết hy vọng sống Thì từ bốn phía các bức tường Những tấm bùa lớn đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt Từng chùm sáng bắt đầu chiếu vào bên trong pháp trận trên đài cao bốn cây cột trụ xung quanh sau khi được ánh sáng chiếu vào cũng tỏa ra cái ánh sáng màu vàng từng con rồng chạm trổ trên đó đột nhiên như biết cử động quay quanh cây cột miệng không ngừng nhả ra ánh sáng tạo ra một chiếc lồng trong suốt bao bọc tên kia ở bên trong những khuôn mặt đang cào thét vây quanh hắn khi thấy lồng sáng kia bắt đầu điên cuồng lao vào trong lồng sáng kia mỗi một khuôn mặt chạm vào lồng sáng thì nó lại lóe lên rồi tắt. Nhưng nhìn vào thì số lượng khuôn mặt càng nhiều thì ánh sáng càng mở nhạt dần. Những con rồng bay quanh trụ đá cũng không còn nhả ra ánh sáng vàng đậm nữa. Những lá bùa to treo bên tường cũng ảm đạm đi trông thấy rõ. Tên họ lý nhìn vào, liền nhận thấy không ổn nên hắn vội vàng quỳ xuống. Lấy ra hai cuộn giấy ở trong túi ra. Hắn ta trải ra nền đất, ông lên nhìn vào thì nhận ra đây là hai bức tranh là hai người pháp sư khá nổi tiếng nhưng ông không nhớ tên họ là gì. Tên họ Lý sau khi trải tranh xong, hắn ngồi xuống khoanh chân, lấy ra hai con dao ngắn chạm chỗ tinh xảo, đặt lên trên hai bức tranh. Sau cùng cắn máu ở đầu ngón tay chấm mạnh vào hai bức tranh, tay chắp thành ấn, miệng không ngừng đọc chú. Chỉ thấy cả người hắn mồ hôi túa ra, rung lắc dữ dội. Từ trên hai bức tranh bắt đầu phát ra hai luồng sáng chói mắt Mọi người phải đưa tay che đi Đến khi ánh sáng tan đi Thì họ phát hiện trước mặt Đang đứng hai người hình dáng như trong tranh vậy Tên họ Lý quỷ dưới đất cầu khẩn Cháu chặt bất tài Khi nguy nan không biết đường tự cứu mạng mình Đành gọi hai vị tổ tông đã cứu mạng Mong hai vị trách phạt Hai người kia trên tay cầm hai cây dao găm Khuôn mặt hiền từ nhìn tên họ Lý Sau đó một giọng nói trầm ấm vang lên Tộc họ này có lẽ sẽ bại lụi trong tay người Chúng ta hôm nay sẽ cứu vớt người một mạng Ông ấy vừa nói xong thì bốn cây cột trụ trên đài cao nổ tan nát thành từng mảnh nhỏ Những lá bùa trên tường cũng bốc cháy lên Tên ngồi trên đài cao cười lớn lên Cuối cùng thì ta cũng được tự do Hắn định nói gì nữa nhưng chợt nhìn thấy hai người kia miệng hắn kêu lên không thể nào Hai tiền mũi trâu các người còn sống ở Hả Không phải chỉ là một tia linh hồn mà thôi Dạ ta hết hồn Một người trong hai ông già kia đáp lại lời hắn Một tia linh hồn cũng đủ để cho người tan biến và cõi hư vô rồi Không khí bắt đầu căng thẳng lên Ba người gườm nhau một trong hai ông già ném ra sau cho tên Lý một lá bùa màu đỏ Rồi nói Lỡ thời cơ đưa đám người này thoát ra chúng ta không chiếu cố được các người nói rồi ba người họ lao vào nhau không gian trong căn phòng đá càng thêm ngột ngạt những tiếng hét đình tay kèm theo ánh lửa phát ra liên tục đám người ông lê vội vàng tìm một góc khuất ngồi xuống tránh và lê căn phòng rung lắc ngày một mạng chẳng biết có thể sập xuống bất cứ lúc nào chỉ thấy trên tay hai ông già kia cầm hai thanh kiếm giống nhau một người bị đánh cho lùi lại phía sau thật xa hình bóng của ông ta cũng mở nhạt đi rõ rệt sau cùng hai người hét lên một tiếng nhân kiếm hợp nhất hai thanh kiếm đột nhiên bay lên rồi hợp lại thành một hành giả cũng hợp lại thành một lúc này có tiếng vang lên đi đi rồi đi khỏi nơi này ta sẽ phòng ấn nơi này vĩnh viễn tên họ lý cầm lá bùa trên tay Hắn quỳ xuống chắp tay nhìn vào thân hình to lớn kia nói Tổ tông yên tâm Con xin hứa sẽ làm rạm danh tộc họ Hắn lại ban lại Sau đó nói với đám người kia Muốn sống thì phải theo tôi Hắn đi đến trước cánh cửa đá Cầm lá bùa lên kích hoạt nó bằng máu của mình Mọi người đứng dạt qua hai bên Chỉ nghe một tiếng nổ thật mạnh Cánh cửa đá đã bị nổ cho tan hoang lão đồng và đám đàn em vui mừng quá chạy ra đầu tiên nhưng chúng chỉ chạy được mấy bước thì cả người đổ ập xuống lão đồng cố gắng hét lên cứu vơi cứu mạng ông lê định chạy lên thì bị tên lý giữ lại nếu anh muốn chết thì tôi không cản nói xong ông ta thả tay ông lê ra nhìn lại đám lão đồng và đàn em bây giờ chỉ còn lại một bộ xương khô mà thôi lúc này phía sau họ lại vang lên tiếng nổ lớn trên đài cao Hai người kia đánh nhau đã đến hồi gai cấn Khung cảnh tan hoang vô cùng Hai người tổ tông của tên họ Lý Sau khi hợp thể Thì bây giờ trông yếu ớt vô cùng Đứng phải dựa vào thanh kiếm chống lên đất Còn tên kia thì có vẻ khá hơn Trên tay hắn cầm một chiếc móc câu trông vô cùng quái dị Từ trong đó phát ra từng luồng khói đen Bảo vệ hắn vào bên trong Tên họ Lý đứng dưới hét to Các vị tổ tông hắn chưa kịp nói xong thì người đó đưa tay ra cạn lại nói các người bước ra ngoài theo cầu cung bắt quái đi nơi này chúng ta lo được nhớ lời người nói làm rạng danh tổ tộc nói rồi ông ấy hét lớn một tiếng cả người đột nhiên sức mạnh tăng bọt cả căn phòng càng ngày càng rung mạnh tên lý là người lao ra ngoài đầu tiên hắn đi những bước vô cùng khó hiểu anh em ông lê vội vàng chạy sát theo hắn chạy một lúc lâu thì họ nhìn thấy ánh sáng phía trước lúc này anh em ông lê vui cùng vui vẻ cùng lúc đó có một tiếng hét dài từ bên trong hang vang lên tên họ lý rùng mình quỳ xuống hai hàng nước mắt hắn lan dài trên má chẳng hiểu hắn suy nghĩ gì mà quay qua nói với anh em ông lý hai người đi trước đi phía trước là đường thoát thần đấy tôi phải quay lại chiến đấu với tổ tông của tôi Nói xong hắn ta chạy nhanh lại đường cũ Chẳng hiểu sao ông Lê cũng chạy theo Ông Cổn thấy thoát đi một mình cũng không hay Cho nên chạy theo sát ông Lê Tên họ Lý phát hiện ra hai người hắn liền nói Các người đi đi, đừng theo tôi chịu chết Ông Lê nói Có sống cùng sống, có chết cùng chết Anh không tiếc mạng mình cứu tổ tông của anh Tôi cũng không muốn yêu ma như án thoát ra ngoài Khi ba người quay trở lại hai người tổ tông của họ lý đang nằm dưới đất họ bị thương quá nặng cho nên không còn hợp thể được nữa tên yêu ma kia thì không thấy đâu nữa tên lý chạy đến một người tổ tông mở mắt ra nói nhanh nhanh đốt chiếc quan tài máu đi đốt nhanh đi nó chính là mệnh căn của tên kia nhanh lên hắn bị thương khá nặng rồi họ lý nhanh chóng chạy lao lên đài cao khi gần đến nơi thì bất chợt có một làn khói đen lao ra cạn đường hắn tan lại chỉ thấy hắn lấy ra một nắm bột ném mạnh về làn khói đó Tiếng hét thất thành vang lên Một tiếng cầm giận dữ từ bên trong quan tài vang ra Kẻ nào to gan dám tiến lên đây một bước Thì hãy sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của ta đi Một luồng sức mạnh đánh mạnh vào ngực tên họ Lý Hắn bật ngã ra sau Miệng không ngừng đôn ra máu đỏ tươi Lúc này Hai vị tổ tông của hắn nhìn thấy vậy thì gắng gượng nói Cố gắng lên ta tin người sẽ làm được hắn bây giờ cũng chỉ như diều đứt dây mà thôi cố gắng lên tên lý nghe được những lời động viên đó hắn lại cố gắng đứng lên nhưng chân hắn chỉ cần đặt tới gần chiếc quan tài kia thì lại bị hất tung ra tại hiện trường chỉ còn anh em ông lê là khỏe mạnh nhất tên họ lý bỏ dưới đất thều thào nhìn về phía họ nhanh nhanh đốt quan tài đi lê đốt quan tài đi Ông Lê cầm lấy một cây đuốc Rồi gần đó chạy lao tới Khi đến gần thì bị hất văng Lan xuống dưới chân đài cao không đứng dậy được Còn mỗi ông cột Ông ta run sợ chỉ biết đứng chân chân Nhìn không dám nhúc nhích gì Ông Lê đau đớn gắng gượng dậy Ông nhìn tên Lý nói Ông còn đứng dậy được không Hắn mạnh quá tôi không làm gì được Ông đi lên dìu hắn ta Hai người nhìn nhau một cái ngầm hiểu ý khi gần đến đài cao thì tên Lý chợt lao mình về phía quan tài Rồi ôm chầm lấy nó Miệng hắn máu chảy ra thành dòng Hắn cố gắng hét Đốt đi Đốt đi Ông Lê chần chừ Nếu như ông ném đuốc vào thì cả hắn ta cũng chết Lại một tiếng hét lớn Nhanh đi Hắn sắp lành lại vết thương rồi Nếu hắn ra thì chúng ta chết cả nút Ông Lê cắn răng Ném mạnh cây đuốc vào quan tài một tiếng cầm thật lớn vang lên không không ngọn lửa bùng lên chiếc quan tài chìm trong biển lửa ông lê nhanh tay túm được chân tên họ lý giật ngược về sau nhanh chóng dập lửa trên người hắn ông cổ lúc này cũng chạy lên giúp sức miệng ông ta nói lắp bắp tôi xin lỗi tại tôi sợ chết quá tại tôi sợ chết quá từ trong quan tài tên yêu ma kia hắn ngồi bật dậy cả người hắn ngọn lửa lớn bao trùm lấy từng tiếng nổ lốp bốp vang lên hắn nói lớn các người không thể nào tiêu diệt được ta đâu cũng chết với ta đi hắn nói xong cả căn phòng đá bắt đầu rung lắc mạnh từng tảng đá to như một người rơi từ trên xuống anh em ông lê nhanh chóng dìu tên họ lý đi theo đường cũ quay ra ngoài hai bị tổ tông của hắn ta chẳng biết đã biến mất từ khi nào. Khi ba người ra đến bên ngoài thì cũng là lúc cổ mộ sập đổ hoàn toàn, khói bụi mờ mịt, cây cầu bắc qua nó cũng rơi xuống, cả ngọn núi bị thụt sâu xuống dưới đáy vực. Ba người ngồi bệt xuống dưới đất thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này công cốc, nhưng nhặt được cái mạng mà về. Vừa nói xong từ dưới đáy vực, chẳng hiểu xảy ra chuyện gì mà vô số đống tiền vàng bay từ dưới đó lên. Ba người nhìn thấy thì ngửa mặt lên trời cười lớn Ông Lê nói Trời thương chúng ta rồi Trời thương chúng ta rồi Chúng ta vừa cùng nhau trải qua Hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị Xin chào và hẹn gặp lại vào Tối ngày mai lúc 21 giờ Trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm Với những tập truyện mới nha Cảm ơn quý vị rất nhiều Chúc quý vị ngủ ngon